Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1807 Này, toàn bộ hắc ám đại lục đều kịch liệt rung động, bay lả tả mưa máu. Mà tần trần thân hình tựa như cùng một cái thần, đứng vững vàng tại đây vô tận thiên khung trên, tay áo bay lên bay xuống, thật sâu chiếu rọi tại mỗi người trong đầu, không cách nào quên mất. Chuyện này, còn là người sao? Toàn bộ hắc ám tộc nhân trong đầu lúc này hiện ra tới một câu nói như vậy thần sắc dạy ra. Một trưởng bóp chết bọn họ hắc ám nhất tộc tộc trưởng, cho tất cả mọi người bọn họ trước đó chưa từng có chấn động, một loại vô biên tuyệt vọng theo bọn họ tâm dâng lên. Giờ này khắc này, bọn họ có một loại cảm giác, đó chính là trước mặt tầng trần mới là chân chính hắc ám trưởng khống giả, mà bọn họ chỉ là tại hắc ám bao trùm phía dưới con kiến hôi mà thôi. Ầm. Uhm. Tần Tầng trần giơ tay lên, cuồn cuộn hắc ám bản nguyên trong nháy mắt phóng lên cao, bị tầng trần vồ bắt ở trong tay, liên tục vặn vẹo dũng động. Đây là hắc ám tộc trưởng bản nguyên, lúc này hắn bản nguyên chậm rãi tản mắt lấy, kinh người siêu thoát uy áp không ngừng lưu chuyển, dung nhập phương thiên địa này. Nếu là không kịp thời thôn vệ hoặc giả tế luyện, liền sẽ trong vòng thời gian ngắn triệt để tiêu tán, hóa thành này hắc ám đại lục lực lượng bản nguyên. Hừng, trong lại có này hắc ám đại lục bản nguyên tinh hoa khí tức. Tần Trần nhìn chầm chầm trong tay lực lượng, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Giọng nói rơi xuống, hắn chợt đem hắc ám bản nguyên trong nhất đạo chí thuần lực lượng đề luyện ra. Ầm. Uhm. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ hắc ám đại lục liền kịch liệt rung động, hiển nhiên như vậy một cổ lực lượng, cùng này hắc ám đại lục có thiên ti vạn lũ liên hệ là tộc trưởng trong cơ thể hắc ám chi tâm, dung hợp đại lục bản nguyên tạo thành hắc ám chi tâm. Thấy của lực lượng này, hắn bốn gã hắc ám nhất tộc siêu thoát cao thủ đều kinh sợ vạn phần. Trước hắc ám lão tổ sau khi ngã xuống, hắc ám đại lục bản nguyên mất đi trưởng khống giả, cho là hắc ám tộc trưởng tự thân đi hắc ám bản nguyên vị trí, dung nhập thân mình tạo thành như vậy nhất đạo hắc ám chi tâm. Có thể nói này nhất đạo hắc ám chi tâm có thể câu thông hắc ám đại lục bản nguyên một khi dung nhập trong cơ thể lại trưởng thống toàn bộ hắc ám đại lục hắc ám chi tâm tần trần quét mắt một vòng trực tiếp nhìn về phía thượng quan uyển nhi uyển nhi này nhất đạo hắc ám chi tâm ngươi cầm giọng nói rơi xuống tần trần khoát tay nháy mắt đem này nhất đạo hắc ám chi tâm đánh vào đến thượng quan uyển nhi trong thân thể ầm thượng quan uyển nhi cả người nháy mắt sao động ra vô tận khủng bố hắc ám khí tức đến này hắc ám chi tâm là hắc ám nhất tộc vật trân quý nhất mà uyển nhi tu luyện qua hắc ám quy tắc này hắc ám chi tâm đối với nàng mà nói tuyệt đối là nhất kiện vật đại bổ cũng là trong mấy người thích hợp nhất thôn vệ còn tần trần hôm nay này hắc ám đại lục lực lượng đối với hắn mà nói cũng đã tác dụng không lớn tại đem hắc ám chi tâm đánh vào uyển nhi trong cơ thể sau Tần Trần nhìn còn lại hắc ám tộc trưởng lưu lại siêu thoát bản nguyên, trực tiếp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tư không chấn đám người. Ám đại nhân Tư không chấn đám người dọa cho giật mình, vội vàng hành lễ, trong nội tâm hiện ra tới là vô tận tôn sùng. Các ngươi không sai, cải tà quy chính, theo bản thiếu lâu như vậy, cũng được, xem các ngươi hôm nay tu vi bất quá là đỉnh phong chí tôn, hôm nay bản thiếu sẽ thanh toàn các ngươi, để cho các ngươi một lần bước vào siêu thoát cảnh giới, thành tựu chí cao vô thượng uy danh. Ánh mắt nháy mắt rơi vào tư không chấn trên người mấy người. Đi. Tần Trần Quát khẽ lên tiếng, đồng thời chợt xuất thủ, đem hắc ám tộc trưởng toàn bộ siêu thoát lực lượng, trong nháy mắt đánh vào đến tư không chấn, tư không an vân, lâm nguyên chí tôn mấy người trong thân thể. A. Trong chớp mắt, tư không chấn mấy người thân hình dĩ nhiên trực tiếp lơ lửng một cổ khủng bố siêu thoát khí tức theo thân thể bọn họ trong dâng lên trực tiếp cuồn cuộn khắp nơi ở chân trời cuồn cuộn luân hồi mệnh kiếp chi lực sinh ra trong nháy mắt tạo thành khủng bố kiếp vân bao phủ cái gì luân hồi mệnh kiếp chi lực siêu thoát tư không chấn trên người bọn họ dĩ nhiên hiện ra tới siêu thoát khí tức dẫn động luân hồi mệnh kiếp lực lượng trời chẳng lẽ bọn họ đây là muốn đột phá siêu thoát cảnh giới sao thấy tình cảnh như vậy, phía dưới hắc ám nhất tộc rất nhiều cường giả đều phát ra dừng lại một chút gào thét tiếng. Bởi vì tình cảnh như vậy, đã hoàn toàn siêu việt bọn họ lý giải. Siêu thoát, tại chỗ có người trong nhận biết, mỗi cái đều cần vô số tuế nguyệt tích lũy, kinh thiên cơ duyên, thậm chí khắc khổ tu luyện, mới có thể một lần bước vào. Chính là tại hắc ám đại lục siêu thoát luân hồi sau nhiều như vậy kỷ nguyên trong, sinh ra siêu thoát cường giả tổng cộng cũng bất quá 10 ngón tay số trên dưới, thấy rõ độ khó cao. Mà hôm nay, Tần Trần dĩ nhiên trực tiếp sẽ để cho tư không chấn đám người bước vào siêu thoát cảnh giới, điều này sao có thể? Siêu thoát, chính là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, nghịch vũ trụ chi luân hồi, tâm tính, tu vi, tích lũy, thực lực các loại, chỉ cần có một cái phương diện thiếu, liền không cách nào vượt qua. Mặc dù là dẫn động luân hồi mệnh kiếp, cũng chẳng thấm vào đâu, cuối cùng sẽ bị mệnh kiếp lực trực tiếp yên diệt. Người này không phải phải giúp tư không thánh chủ bọn họ, rõ ràng là hại bọn họ, lấy tư không thánh chủ bọn họ tu vi, căn bản không có khả năng vượt qua mệnh kiếp lực, mạnh mẽ dẫn động luân hồi mệnh kiếp, sẽ chỉ làm bọn họ tại kiếp vân phía dưới hôi phi yên diệt, hóa thành tê. Phấn. Lỗ mãn, quá lỗ mãn. Thiên địa trong tất cả mọi người kinh Hãi nhìn một màn này thậm chí đều dừng lại chiến đấu bất kể là hắc ám nhất tộc vẫn là chân trời ở trên ám u phủ chủ đám người đều là mặt chấn động kinh hải tột đỉnh bởi vì tầng trần sở tác sở vi quá mức nghịch thiên quả thực hoàn toàn vượt qua bọn họ lý giải cùng tưởng tượng ầm uhm. quả nhiên ở chân trời khủng bố luân hồi mệnh kiếp chi lực sinh ra sau một khắc cuồng cuộn kiếp vân trong khoảnh khắc đánh xuống tạo thành khủng bố luân hồi chi khí trực tiếp đánh vào đến tư không chấn đám người trong thân thể a à, tư không chấn đám người phát ra thảm thiết gào thét tiếng kinh cũng như vậy luân hồi lực đi vào thân thể bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có thừa nhận thân xác bắt đầu một chút băng diệt quả nhiên thấy như vậy một màn mọi người đều là nội tâm thở dài tần trần quá lỗ mãn thế mà Tần Trần đôi mắt chỗ sâu, cũng thoáng qua vẻ tự tin cùng xem thường. Hừ, luân hồi lực sao? Tần Trần vừa sải bước ra, đại thủ chợt lộ ra, trong sát na, trong thân thể hắn, thập kiếp điện lực lượng lặng yên phóng thích, đại biểu thập trọng luân hồi khí tức trong sát na phóng lên cao. Ầm ầm. Ở chân trời, cuồn cuộn luân hồi mệnh kiếp kiếp vân tại cảm thụ đến Tần Trần trên thân cố khí tức này sau, dĩ nhiên rung rẩy một cái, sau một khắc, này cùng cuộn luân hồi chi khí tại tầng trần đại thủ dưới, nháy mắt đánh xuống, trong nháy mắt tiến vào tư không chấn mấy người trong thân thể. ầm, uhm. trong khoảnh khắc, tư không chấn trên người mấy người dũng động đi ra khủng bố siêu thoát khí tức, với lại những luân hồi chi khí tại tầng trần dưới áp chế đi vào mấy người trong thân thể sau, dĩ nhiên biến phải dịu ngoan rất nhiều, căn bản không tính đặc biệt gì nghiêm khắc khảo nghiệm. a à tư không chấn mấy người gào thét, lăng không huyền phù, vài người thân thể, từng cái siêu thoát khí tức kích xạ, hóa thành cự long, gầm thét trung động, một cái liền vượt qua theo chí tôn đến siêu thoát biến hóa, đi vào siêu thoát luân hồi tình trạng. Rầm rầm rầm. Kinh người nổ vang liên tục trùng kích, tư không chấn trên người mấy người khí tức liên tục sao động, siêu thoát lực lượng cái gì cũng không sót, đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Siêu thoát ta muốn thành tựu siêu thoát tư không chấn ba người cảm thụ được trong thân thể lực lượng không khỏi chấn động vạn phần căn bản vô pháp tin tưởng bản thân con mắt hả thế mà tần trần cũng không khỏi một chút nhíu mày bởi vì hắn nhạy cảm cảm thụ được tư không chấn mấy người tại đột phá siêu thoát cảnh giới thời điểm mặc dù không chịu luân hồi mệnh kiếp chi lực khảo nghiệm nhưng mà lực lượng đang tăng trưởng tới trình độ nhất định sau dĩ nhiên đình trệ tăng thêm vẫn chưa được sao? Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Cũng vậy, tư không chấn đám người trước bất quá là đỉnh phong chí tôn, liền nửa bước siêu thoát đều chưa từng đột phá, hôm nay tuy là mạnh mẽ cho thân thể bọn họ trong đánh vào hắc ám tộc trưởng nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cấp bản nguyên, chỉ nếu muốn vừa bước một bước vào siêu thoát cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Siêu thoát, dĩ nhiên là một cái vũ trụ hải trong cự đầu cấp nhân vật, đột phá độ khó cao tuyệt không phải đơn giản là có thể vượt qua bằng không năm đó hắc ám nhất tộc đế thích thiên phá quân đám người muốn đột phá siêu thoát cũng không trở thành sẽ tiêu hao nhiều như vậy tinh lực xâm lấn sơ thủy vũ trụ bằng vào một tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát bản nguyên còn không cách nào một lần bồi dưỡng ra ba tên siêu thoát cấp cường giả xem ra là lực lượng bản nguyên còn chưa đủ tần trần như có điều suy nghĩ ánh mắt nháy mắt nhìn về phía hai gã khác lúc trước hướng về phía thượng quan uyển nhi xuất thủ hắc ám nhất tộc nhất trọng siêu thoát bản nguyên thiếu số lượng tới tiếp cận hắc ám tộc trưởng một tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát bản nguyên xác định thiếu tư không chấn ba người cùng bước vào siêu thoát cảnh giới có thể nếu là lại tăng thêm hai nhất trọng siêu thoát bản nguyên đây tam đại nhất trọng siêu thoát trong còn có một tên nhất trọng đỉnh phong siêu thoát tại cộng thêm bản thân thập kiếp điện lực lượng cùng với này hắc ám đại lục lực lượng bản nguyên, tần trần còn không tin bồi dưỡng không ra ba tên siêu thoát cường giả. Nghĩ tới đây, tần trần căn bản không có chút gì do dự, đại thủ trực tiếp hướng hai hắc ám nhất tộc siêu thoát cường giả trảo nhiếp tới. ầm uhm. Khủng bố hắc ám chi lực giống như biển gầm đánh tới, trực tiếp bao phủ hướng hai người. Hai người tại tần trần khí tức dưới, thần sắc vô cùng hoảng sợ, từng cái không còn có giao phong dũng khí, nháy mắt phóng lên cao, cố gắng nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Chỉ là còn không chờ bọn họ xông ra, đột nhiên thì phốc suy hai tiếng, hai cái đen kịch lợi trảo vào giờ khắc này trực tiếp theo hai người sau lưng lộ ra, xuyên thủng bọn họ ngực, khủng bố hắc ám chi lực đang điên cùng yên diệt bọn họ sinh mệnh khí tức. Các ngươi Này hai hắc ám nhất tộc siêu thoát khó có thể tin quay đầu, liền thấy đúng là trước hai cũng không ra tay với thượng quan uyển nhi hắc ám siêu thoát, diện mục dữ tận hung hăng xuyên thủng thân thể bọn họ. Vì sao? Này hai hắc ám siêu thoát ánh mắt trong mang theo tuyệt vọng, khó có thể tin nhìn hai người này. Hắc thạch tổ đế, hắc nguyên tổ đế. Các ngươi. Vì sao? Bọn họ là thật không rõ. Vì sao? Này hắc thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế ánh mắt trong có vô tận điên cuồng cùng băng lãnh. Mảnh này Hắc Ám Đại Lục đã bị đêm tối bao phủ quá lâu, lão tổ cùng tộc trưởng hai người bảo thủ, đem chúng ta Hắc Ám nhất tộc dẫn vào đến Vô Tận Thâm Viên cùng. Trong bóng tối, hiện tại Ám đại nhân quay về, đây là muốn đem chúng ta Hắc Ám nhất tộc mang hướng Vô Tận Quang Minh. Chúng ta lúc trước là bị lão tổ bọn hắn che đậy tâm trạng, không biết khí ám hướng rõ ràng, hôm nay cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, tại Ám đại nhân dưới sự hướng dẫn, ta hắc ám đại lục chắc chắn nên đón tương lai tươi sáng, còn các ngươi, dám đối ám đại nhân cùng hắn hồng nhan động thủ, dĩ nhiên là ta hắc ám đại lục đi hướng quang minh trên đường chướng ngại vật, sở dĩ, các ngươi phải chết. Ẩm. Uhm. Hai người thần sắc dữ tợn, khủng bố hắc ám quy tắc tại đây hai hắc ám siêu thoát trong cơ thể điên cùng sao động, đưa bọn họ thân xác trong nháy mắt cắn giết trở thành hư vô. Các ngươi. Không xứng làm ta hắc ám nhất tộc, kẻ thù bên ngoài trước mặt dĩ nhiên cam nguyện đầu hàng, đáng chết. Này hai hắc ám siêu thoát lúc này làm sao không rõ ràng, cái gì cải tà quy chính, cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ, hết thảy đều là lời thừa, nguyên nhân căn bản nhất là hắc thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế hai người này rất sợ chết, tại sinh tử trước tuyển chọn vứt bỏ tộc quần, đầu nhập vào địch nhân. Khiến trong lòng bọn họ làm sao không tức giận. Bạo Tại trước khi chết, bọn họ diện mục điên cuồng, trong nháy mắt sẽ dẫn bạo bản thân bản nguyên. Mặc dù là không sống, cũng quyết không thể để cho Hắc Thạch Tổ Đế cùng Hắc Nguyên Tổ Đế hai cái này kẻ phản bội tốt hơn. Hừ, tại bản thiếu trước mặt, các ngươi còn muốn tự bạo. Lúc này nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, là Tần Trần, hắn đại thủ mò xuống, cuồn cuộn quy tắc chi lực lưu chuyển, mang theo kinh người hắc ám khí tức, đem hai siêu thoát bản nguyên trong nháy mắt áp chế lại mà ngay cả tự bạo đều không thể làm đến. đi. ầm. Uhm. Tần trần thôi động hắc ám bản nguyên, trong lòng bàn tay khủng bố lôi đình chi lực nở rộ, yên diệt hai người ý chí, mà sau sẽ này hai hắc ám siêu thoát bản nguyên trong nháy mắt đánh vào đến tư không chấn ba người trong thân thể. a. À. tư không chấn ba người nguyên bản đình trệ tu vi lần thứ hai dâng lên, tam đại siêu thoát bản nguyên đi vào ba người trong cơ thể trong còn có hắc ám tộc trưởng nhất đạo nhất trọng đỉnh phong siêu thoát bản nguyên, lại thêm ba người bọn họ đều là hắc ám nhất tộc cường giả, hắc ám tộc trưởng thậm chí dung hợp bộ phận hắc ám đại lục bản nguyên. Mấy đại lực lượng kết hợp lại, làm cho Tư Không Chấn mấy người bản nguyên nháy mắt lột xác, chân chính bước vào siêu thoát cảnh giới. Ầm. Vô tận khí tức cuồn cuộn khắp nơi, Tư Không Chấn, Tư Không An Vân, Lâm Uyên Chí tôn ba người nhất tề huyền phù giữa không trung kinh hỉ cảm thụ được bản thân, sau đó hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ quỳ xuống, kích động nói, "Thuộc hạ gặp qua Ám đại nhân." "Các ngươi đứng lên đi, dẫn dắt bộ hạ mau mau hợp nhất toàn bộ Hắc Ám Đại Lục, toàn bộ người phản kháng, giết chết bất luận tội." Tần Trần hít mắt, lạnh lùng nói, "Phải." "Không cần Tần Trần phân phó." tư không chấn mấy người đã mang theo tư không thánh địa cùng lâm uyên thánh môn đệ tử cấp tốc trấn áp lên hắc ám đại lục hắn tộc quần mà hắc thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế cũng vội vàng đi tới tầng trần trước mặt lúc này quỳ xuống hắc thạch hắc nguyên gặp qua ám đại nhân từ nay về sau nguyện cải tà quy chính theo ám đại nhân vì ám đại nhân đi theo làm tùy tùng lấy tận non nớt lực hắc thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế tựa đầu lâu thật sâu rũ xuống xuống, hai người thu lại khí tức, căn bản không dám phản kháng, một bộ mặt cho tần trần xâm lược bộ dáng. Tần trần hiếp mắt nhìn hai người một cái, không thể không nói, hai người này nhãn giới cũng không phải yếu, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn, dĩ nhiên vì sống tạm bợ đúng là cứng rắn tập kích giết chết hai gã khác hắc ám siêu thoát. Đáng tiếc. Tần Trần nhìn chầm chầm hai người, đôi mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên giơ tay lên, hai cổ khủng bố hắc ám khí tức trong nháy mắt bọc lại hai người, đem hai người thân xác trực tiếp nổ nát ra. Cùng lúc đó, một đạo lôi quang nở rộ, đem hai người linh hồn trong nháy mắt yên diệt. Vì cái gì? Hắc thạch tổ đế cùng hắc nguyên tổ đế trước khi chết trừng lớn hai mắt, không hiểu tần trần làm như vậy mục đích. Hai người bọn họ thân làm hắc ám nhất tộc siêu thoát, cam nguyện khuất phục tại sao còn muốn giết bọn hắn? Ta tần trần bộ hạ, không lưu các ngươi bực này ti tiện người. Tần trần mờ nhạt nói, lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thủng hai người, sau đó đem hai người bản nguyên trong nháy mắt đưa đến thượng quan Uyển Nhi trước mặt. Uyển Nhi, hai người này bản nguyên liền giao cho ngươi, mau mau trưởng khống này hắc ám đại lục bản nguyên. Tần trần ngưng tiếng nói. Được. Thượng quan Uyển Nhi vừa sải bước ra, bốn phía kinh người hắc ám khí tức giống như như cánh chim nở rộ ra, nàng trong ánh mắt dũng động vô tận hắc ám, nháy mắt hóa thành đen kịch một màu, bản thân cùng này hắc ám đại lục quy tắc bản nguyên cấp tốc dung hợp vào một chỗ. Ầm. Uhm. Trong sát na, Viễn Nhi trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến nhất trọng siêu thoát đỉnh phong cảnh giới. Mà lúc này, tư không chấn ba người cũng đã trấn áp toàn bộ hắc ám đại lục tộc quần, tấp tốc trở lại tầng trần trước mặt, ào ào quỳ một gối, hành lễ nói: "xin chào ám đại nhân, gặp qua". Hắc ám chi mẫu ba người sợ hãi nhìn cách đó không xa thượng quan uyển nhi, bọn họ có một loại cảm giác. Lúc này hắc ám đại lục đã cùng cô gái trước mắt này dung hợp vào một chỗ, chỉ cần đối phương một cái ý niệm là có thể quyết định ba người bọn họ, thậm chí toàn bộ hắc ám đại lục sinh tử. Trần thiếu mà lúc này ám u phủ chủ, thác bạc hùng bá cùng với thác bạc tổ tiên mấy người cũng ào ào rơi xuống, nháy mắt đi tới tầng trần bên cạnh, cung kính hành lễ, đồng thời mặt lộ vẻ không nói gì. Vốn có, bọn họ còn muốn thừa dịp một cơ hội, hảo hảo ở tại tầng trần trước mặt biểu hiện một phen, ai biết. Căn bản không có bọn họ cơ hội biểu hiện, tầng trần cũng đã chinh phục toàn bộ hắc ám đại lục. Chuyện này làm cho... Tư không chấn đám người lúc này cảm thụ được ám u phủ chủ trên người mấy người khí tức kinh khủng, không khỏi vô cùng lo sợ, không dám nhúc nhích. Này nhưng đều là cũng đã chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe được đại nhân vật A. Trong hư không, tần trần nhìn tư không chấn mấy người, khẽ mỉm cười, các ngươi. Rất tốt. Đối với tư không chấn bọn họ có thể lâm trận phản chiến, tần trần vẫn là rất là thỏa mãn. Có thể vì thiếu gia làm, là chúng ta hân hạnh tư không an vân vội vàng nói thiếu gia tần trần cười đây thật là một cái lâu dài xưng hô hắn nhìn trước mắt đám người còn có vậy năm đó tại hắc ngọc đại lục chung đụng phi ác thần hoàng tiên tử đám người khẽ mỉm cười nói hôm nay hắc ám đại lục bình định đối với hắc ám đại lục trong toàn bộ bản thiếu sẽ không đi quản hết thảy đều sẽ giao cho các ngươi hai thế lực lớn đi quản lý Bất quá, Nam Thập Tam Tinh vực ám u phủ cùng thác bạc thế gia đều đã khuất phục bản thiếu, bản thiếu sẽ đem toàn bộ Nam Thập Tam Tinh vực nhất thống, hắc ám đại lục trước kia cũng thuộc Nam Thập Tam Tinh vực trong một thế lực, sau này cũng sẽ thống nhất quản lý, các ngươi đều là người thông minh, hẳn là rõ ràng nên làm như thế nào. Tư không chấn đám người vội vàng quỳ xuống, ám đại nhân xin hãy yên tâm, chúng ta tự nhiên lo lắng hết lòng, vì đại nhân ngài phục vụ. Vậy thì tốt, đi thôi, đi trước các ngươi hắc ám đại lục bản nguyên chi địa. Tần Trần nói thẳng. Chỉ cần trưởng khống toàn bộ hắc ám đại lục bản nguyên, toàn bộ hắc ám đại lục sinh tử đều muốn nắm ở trong tay mình. Phải. Tư không chấn đám người không chút do dự nói. Lúc này, một đám người tại tư không chấn đám người dưới sự hướng dẫn, đi hắc ám đại lục bản nguyên chỗ. Lấy tư không chấn đám người thông tuệ, coi như là ban đầu ở Hắc Ngọc Đại Lục không có cảm giác được không thích hợp, thấy Tần Trần mang theo ám u phủ cùng thác bạc thế gia công kích Hắc Ám Đại Lục, thật cũng có thể đối Tần Trần thân phận có chút hoài nghi. Nhưng lúc trước Tần Trần lời đã nói rất rõ, bọn họ đều là người thông minh, chỉ cần bọn họ nghe lời, Tần Trần đương nhiên sẽ không lưu ý bọn họ là hay không hoài nghi mình. Mà ở hiện tại cái tình huống này dưới, tư không chấn bọn họ nghi ngờ không nghi ngờ cũng đã không trọng yếu rất nhanh công phu, tần trần đám người liền hàng lâm tại hắc ám đại lục bản nguyên chỗ. ầm, uhm. phía trước là một mảnh mênh mông thâm nguyên, cuồn cuộn hắc ám khí tức dũng động, giống như đen kịch một màu đại dương bao la. ở đây chính là hắc ám đại lục năm đó bản nguyên sinh ra chỗ, cũng là hắc ám lão tổ như vậy năm nơi bế quan. muốn thông qua hắc ám đại lục đi sơ thủy vũ trụ, nhất định phải nắm trong tay trước ở đây hắc ám bản nguyên bằng không căn bản không có câu thông lên giữa hai cái thông đạo. Dù sao, lần này tần trần nhưng là phải mang theo không ít người trở lại sơ thủy vũ trụ, khổng lồ như vậy năng lượng, nhất định phải cấu trúc nhất đạo cực vững chắc thông đạo, bằng không một khi tại hàng lâm quá trình trong thông đạo băng diệt liền phiền toái. Mà ở tầng trần đám người trưởng khống hắc ám đại lục thời điểm. Minh giới. Liền động ma giới ngoài thông đạo, rất nhiều minh giới đại quân giống như chi chít châu chấu, quán trú ở mảnh này đen kịp trên đất trống. Mà tại không đất trước đen kịp một màu bên trong dãy núi, nhất đạo ẩn chứa vô tận tử khí thân ảnh đứng vững ở nơi này. Chính là uyên ma lão tổ. Vạn cốt minh tổ tiền bối, minh giới liên thông sơ thủy vũ trụ thông đạo, tại lúc này thuộc về minh sơn trong. Uyên ma lão tổ nhìn về phía trước hư không, trầm giọng nói. Ồ! Khô lâu kia thủy tinh trong nháy mắt lơ lửng, cấp tốc đi tới phía trước hư không, toàn bộ thủy tinh trong đột nhiên tản mát ra nhất đạo lạnh lẽo minh khí, chậm rãi thẩm thấu đến phía trước hư không. Vù vù. Liền thấy phía trước hư không đột nhiên rung động lên, phản phất va chạm vào một cái mặt nước một dạng. Quả nhiên. Khô lâu này thủy tinh con mắt chỗ đột nhiên sáng lên. Nghĩ không ra tại đây thuộc về Minh Sơn Trong, dĩ nhiên có thể một cái đi thông sơ thủy vũ trụ thông đạo thật là làm cho bản tổ không nghĩ tới vạn cốt minh tổ hưng phấn một cái đi thông bên ngoài thông đạo điều này đại biểu minh giới người có thể thông qua cái chỗ này câu thông ngoại giới vũ trụ hải dù sao minh giới đối với vũ trụ hải mà nói là một cái đặc thù tồn tại dưới tình huống bình thường sinh tử hai giới thì không cách nào tương thông xin thỉnh tiền bối xuất thủ mở ra lối đi này nguyên ma lão tổ tiến lên phía trước nói rất tốt ngươi chỉ cần đánh dấu ra sơ thủy vũ trụ không gian tọa độ bản tổ liền có thể tìm được kia không gian tọa độ chỗ đã thông lưỡng giới thông đạo vạn cốt minh tổ nói lúc này nguyên ma lão tổ tiến lên hắn thần hồn trực tiếp bắt đầu câu thông lên sơ thủy vũ trụ ma giới chỗ sơ thủy vũ trụ Ma giới Kể từ năm đó bị ma giới bị tần trần công chiếm sau, hôm nay ma giới trong, đã triệt để bị uyên ma chi chủ trưởng khống, mà ma tộc, cũng đã trở thành trong vũ trụ vạn tộc một trong, đã không còn chinh chiến. Tần trần rời khỏi mấy năm nay, sơ thủy vũ trụ liên tục hòa bình phát triển, hiện ra rất nhiều thiên tài trẻ tuổi cùng cường giả, một bộ thịnh vượng phồn vinh bộ dáng. Lúc này, tại ma giới một nơi bí ẩn. Vù vù một tiếng, chỗ này thiên địa hư không bỗng nhiên nhộn nhạo, một chút đặc thù ma khí banh nhiễu ra, phản phất thụ đến thứ gì triệu hoán một dạng. Ầm. Uhm. Theo chỗ bí ẩn đất, Nhất đạo ma nguyên bay lên, đạo này ma nguyên cấp tốc biến thành Nhất đạo hắc động, bốn phía nguyên bản có một cái ma tộc tộc quần ở đây nghĩ lại, trong sát na, liền bị đột nhiên xuất hiện ma nguyên hắc động trong nháy mắt thôn vệ đi vào, cả một tộc quần trong nháy mắt hóa thành hư vô. Minh giới, viên ma lão tổ hai mắt đột nhiên mở ra, tiền bối, ta đã đánh dấu. Ngô, ta cảm thụ được, chinh phục một tòa sơ thủy vũ trụ, không sai, coi như là cho buồn tẻ nhân sinh bằng thêm một ít lạc thú. Vạn cốt minh tổ phát ra cười khàn thật quá dị, vù vù một tiếng, từng đạo vô hình minh giới khí tức theo khô lâu kia thủy tinh trong đột nhiên nổ bắn ra đi, nháy mắt hóa thành một cái đại trận phong tỏa ngăn cản toàn bộ thuộc về Minh Sơn cùng lúc đó trong vòng ngàn dặm bên trong hư không cấp tốc dũng động một cái lối đi tử vong nháy mắt xuất hiện ở đây mảnh nhỏ vũ trụ trong thiên địa cái lối đi này liên tục vào trong khuếch tán dường như nối liền một cái không biết tên hư không thế giới tiền bối đã thông thông đạo cần bao lâu viên ma lão tổ không kịp chờ đợi nói cho ta mấy ngày liên thông sinh tử hai giới độ khó cực cao cũng may ngươi vốn là mảnh thế giới kia sinh linh bằng không mạnh mẽ đã thông lưỡng giới thông đạo vũ trụ hải quy tắc sẽ đối với chúng ta xuất hiện mạnh mẽ phản vệ cấp không được vạn cốt minh tổ trầm giọng nói vâng tiền bối viên ma lão tổ trong lòng nôn nóng lại cũng không thể tránh được bởi vì đổi thành hắn chính mình tới muốn đã thông cái lối đi này tiêu hao thời gian tuyệt đối lâu không có cái thời gian mấy tháng căn bản không có khả năng mấy ngày sau Viên ma lão tổ cười gằn, thôi được, để tiêu diêu chí tôn cùng tiểu tử kia nhiều kiêu ngạo một ít thời gian, lập tức, lập tức bản tổ sẽ cường thế hàng lâm, cạc cạc, kiệt kiệt kiệt. Giữ tận tiếng cưới to, ở trong thiên địa này nháy mắt quanh quẩn. Mà ở viên ma lão tổ chính nghĩ hết biện pháp công kích sơ thủy vũ trụ thời điểm. Ma giới Chính vị tại ma giới trong vực sâu uyên ma chi chủ bỗng nhiên mở mắt. Xảy ra cái gì? tại sao trong lòng ta lại đột nhiên thời gian có như thế sợ hãi cảm giác, không đúng, ma giới trong tuyệt đối xảy ra vấn đề gì. Viên ma chi chủ thẳng đứng lên, vừa sải bước ra, trong sát na trong sẽ đến ma giới vô tận ở chân trời. Hắn mở hai mắt ra, giữa chân mày, nhất đạo khủng bố thần hồng nháy mắt toát ra đi, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ ma giới đại lục. Hôm nay ma giới từ hắn trưởng khống, chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm, lại cảm nhận đến toàn bộ ma giới bất kỳ xó xỉnh nào. Cái đó là Sau một khắc, nguyên ma chi chủ liền thấy chỗ kia ma giới chỗ hẻo lánh lơ lửng khủng bố ma nguyên, cùng với ma nguyên bốn phía quanh quẩn một cổ đặc biệt không gian khí tức, này một cổ không gian khí tức kinh khủng, để cho cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát. Nguyên ma chi chủ trong lòng đều hiện ra tới một cổ mạnh mẽ hoảng sợ. Cả người hắn sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền hàng lâm đến mảnh này thiên vực bầu trời, ngưng trọng nhìn phía dưới ma giới cương vực. Tại hắn trước mặt, chỗ này ma giới hư không phản phất cũng đã độc lập tại sơ thủy vũ trụ ở ngoài, một đoàn cự đại hắc động liên tục quanh nhiễu xoay tròn, tản mắt ra làm người sợ hãi khí tức tử vong đến. Ta ma giới sao xuất hiện mãnh liệt như vậy khí tức tử vong? Viên ma chi chủ trong lòng cả kinh, dĩ nhiên đi tới vòng xoáy màu đen trước, Hắn trong con ngươi toát ra nhất đạo ánh sáng lạnh, đại thủ trực tiếp hướng cái này phía trước hắc ám vòng xoáy vồ bắt đi. Ầm. Trong sát na, toàn bộ ma giới lực lượng bản nguyên đều bị hắn huy động, khủng bố ma giới thiên đạo liên tục tụ đến, làm cho toàn bộ ma giới đều ù ù nổ vang, tại uyên ma chi chủ mục kích toàn lực dưới, hắn đại thủ ầm ầm tại hắn này đen kịch vòng xoáy trên. Sau một khắc, nguyên ma chi chủ khí sắc đột nhiên đại biến, một cổ cường đại đến để cho hắn căn bản không có sức phản ứng lượng cuốn tới, trong khoảnh khắc, nguyên ma chi chủ cả người chợt bị đánh bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, quanh một tiếng, hắn thân xác va chạm tại trong hư không, cơ hồ tại chỗ băng diệt, toàn bộ ma giới đại lục đều rung rẩy kịch liệt, rất nhiều núi cao cùng đại địa trực tiếp vỡ vụn, giống như ngày tận thế tới một dạng. Mà vòng xoáy màu đen dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Nguyên ma chi chủ ổn định thân hình, hắn thân xác tại ma giới bản nguyên trị liệu phía dưới cấp tốc tu phục lên, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, nhưng hắn trong con mắt lại bộc lộ ra ngoài vô biên kinh hải ý. Cổ lực lượng này là lão tổ, lão tổ khí tức. Đối nguyên ma lão tổ, nguyên ma chi chủ thật sự là quá quen thuộc, tuy là trước mặt hơi thở này trên dũng động vô tận khủng bố khí tức tử vong, nhưng hắn vẫn là nhạy cảm cảm giác được trong uyên ma lão tổ một chút khí tức không được nhất định phải đưa tin trần đế cát viên ma chi chủ không dám khinh thường trước tiên đưa tin đi ra ngoài sau đó thủ hộ tại đây vòng xoáy màu đen trước đó một lát sau ầm uhm. ma giới phía trên hư không nhất đạo mênh mông không gian trường hà xuất hiện trường hà hùng dũng trực tiếp quán xuyến toàn bộ sơ thủy vũ trụ sau một khắc theo mên mông Trường Hà trong, nháy mắt xuất hiện hai bóng người, trong nháy mắt tiến vào. Ma giới trong, chính là Hắc nô cùng kiếm tổ hai người. Nguyên ma chi chủ, bọn ngươi khẩn cấp triệu tập ta tới trước, cuối cùng vì chuyện gì? Hắc nô vừa đến đến, liền trầm giọng nói. Luận tu vi, Hắc nô mặc dù cũng không coi như đỉnh cấp, nhưng bởi vì hắn tại Trần Đế các thân phận đặc thù, vị trí không thể nghi ngờ là cực cao. Hai vị mời xem. Nguyên ma chi chủ chỉ về đằng trước vòng xoáy màu đen, thật không cần hắn nói, hắc nô -no bọn họ cũng cũng đã nhìn thấy đến kinh khủng này vòng xoáy màu đen, phong tỏa nhất phương hư không, cùng sơ thủy vũ trụ tạo thành hai cái độc lập thế giới. Đây là Kiếm Tổ nheo mắt lại, thật là nồng nặc khí tức tử vong. Không chỉ có là khí tức tử vong, ở đây còn có lão tổ lực lượng bản nguyên. Nguyên ma chi chủ trầm giọng nói, Nghe vậy, hai người tức khắc cả kinh. Uyên ma lão tổ. Đây chính là cái bao phủ sơ thủy vũ trụ vô số vạn năm khủng bố tên, như là một tòa núi lớn, trấn áp tại toàn bộ vũ trụ hải trên. Kiếm tổ nheo mắt lại, năm đó uyên ma lão tổ tại tiêu diêu chí tôn cùng tầng trần truy sát, bị ép thoát đi sơ thủy vũ trụ, ẩn vào minh giới, trước mặt huyệt động này, ẩn chứa kinh khủng như vậy khí tức tử vong, chẳng lẽ là viên ma lão tổ muốn từ minh giới quay về nghĩ đến một khả năng này hai người không khỏi ào ào hít một hơi lãnh khí điều này sao có thể chứ theo ma giới đi vào minh giới chỉ cần mở ra một cái lối đi lại có lẽ minh giới quay về vũ trụ hải tuyệt không phải đơn giản có khả năng làm đến nhất định phải đem phá đi kiếm tổ quát chói tai một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khủng bố kiếm khí hướng về phía vòng xoáy màu đen hung hãn bổ chém xuống. Quanh một tiếng, sau một khắc, kiếm tổ lấy tốc độ kinh người bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng nát hư không, thân xác xuất hiện vết trạng, miệng phun tiên huyết. Hí! Hai người ào ào hít một hơi lãnh khí, tiêu diêu chí tôn cùng tần trần sau khi rời đi, kiếm tổ đã là mảnh này sơ thủy vũ trụ cường giả cao cấp nhất, từ lâu đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong, khoảng cách siêu thoát cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn nhưng hôm nay dĩ nhiên cũng không cách nào phá vỡ này vòng xoáy màu đen với lại trong khoảnh khắc liền thụ thương hắc nô một lòng triệt để trầm xuống nếu như uyên ma lão tổ thật theo minh giới quay về vậy đối với toàn bộ sơ thủy vũ trụ mà nói sẽ là một thật lớn tai nạn lập tức triệu tập trần đế các cùng sơ thủy vũ trụ toàn bộ cường giả thương nghị phương án giải quyết hắc nô nôn nóng nói mà ở hắc nô bọn họ nôn nóng đưa tin thời điểm sơ thủy vũ trụ bên ngoài hắc động chỗ ba đạo to lớn thân ảnh lặng yên xuất hiện ở nơi này này ba bóng người cao vút tại đây hắc động ở ngoài trong hắc động tản mát ra khủng bố lực thôn vệ lại căn bản không có cho ba người mang đến vết thương trí mệnh quả nhiên là hắc động trong ba người một tên khuôn mặt hồng nhuận lão giả hai mắt lệ ẩm ướt, cả người kích động nói nói. Tại quanh thân hắn, là từng đạo kinh người mệnh vận khí tức, đúng là hóa thành thực chất một dạng, xoay quanh tại hắn chung quanh. Nghe được hắn nói, vừa ở trên một tên vóc người thước tha, dung mạo thần thánh, dáng người rác quần nữ tử ôm hắn, nhẹ giọng nói, thiên cơ, bên này là ngươi cố hương sao? Bị kêu là thiên cơ lão giả gật đầu, đúng vậy A Linh Lung, nghĩ không ra trăm triệu năm sau ta lại vẫn có thể trở lại sơ thủy vũ trụ trong ánh mắt hắn tràn đầy cảm khái ý tràn ngập tình yêu nhìn bên cạnh nữ tử linh lung năm đó nếu không phải ngươi ta có lẽ cũng sớm đã bỏ mạng ở này mênh mông vũ trụ hải cũng chính bởi vì ngươi ta mới có thể gặp được ung dung tự tại lại lần nữa trở lại sơ thủy vũ trụ là ngươi cho ta tân sinh cho ta toàn bộ thiên cơ ta ngươi trong nói nhiều như vậy làm cái gì? Này được gọi là linh lung thành thục nữ tử vuốt ve lão giả mặt, ta cũng muốn cảm tạ ngươi, để cho ta biết cái gì mới là một cái chân chính nữ nhân. Một bên, ngoài một người đàn ông tuổi trung niên sờ mũi một cái, không nhịn được nói, thiên cơ các chủ, linh lung tông chủ, ta. Có phải hay không nên lên đường? Nếu như tần trần ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì người này không là người khác, lại là hắn liên tục khổ sở tìm kiếm tiêu diêu chí tôn. Đi thôi. Thiên cơ các chủ cùng Linh Lung Tông chủ nhìn nhau cười một tiếng, hai người nắm tay sải bước ra, trong nháy mắt tiến vào hắc động trong. Tiêu diêu chí tôn sờ mũi một cái, cũng đi theo sau, một bước dưới, nháy mắt biến mất. Lúc trước hắn và Tần Trần bị hắc ngọc tổ đế truy sát, hai bên phân tán ra, về sau ở trong lỗ đen bản thân bị trọng thương, trong lúc vô ý rơi xuống một mảnh bí cảnh mà tiêu diêu chí tôn một thân tu vi vốn tới cách siêu thoát cảnh giới liền chỉ có một bước ngắn về sau tại đây bí cảnh trong hắn nhìn thấy một gốc cây khoáng thế thần dược này bụi cây thần dược truyền thuyết tại vạn của thời đại cũng đã tồn tại ẩn chứa vô thượng vũ trụ hải tinh hoa tự nhiên hấp dẫn tới một nhóm khủng bố người mạo hiểm trong thậm chí có siêu thoát cấp cao thủ tại cường giả như vậy trong muốn tranh đoạt đến như vậy một gốc cây thần dược độ khó dĩ nhiên là cực cao bất quá đặc biệt đúng là một gốc cây khoáng thế thần dược từ lâu mọc mơ hồ linh trí sẽ tự chủ chọn chủ có khả năng cảm ứng được thiên địa trong vận mệnh tiêu diêu chí tôn năm đó ở sơ thủy vũ trụ coi như là một đời truyền kỳ chính là văn võ kỳ tài tại luyện dược một đường có rất mạnh thiên phú chẳng qua là thụ đến sơ thủy vũ trụ bản nguyên áp chế đi tới vũ trụ hải sau, đúng là như cá gặp nước, cư nhiên tại rất nhiều trong võ giả nhận được một bụi cây khoáng thế thần dược công nhận. Nhưng hắn cũng bởi vậy chịu vô số cường giả truy sát, thậm chí có siêu thoát cường giả cũng đối động thủ, muốn đem hắn mạt sát, cướp đi thần dược. Tiêu diêu chí tôn bản thân bị trọng thương, một đường chạy trốn, thật vô cùng thê thảm, nếu không phải là trên người hắn có tầng nguyệt trì cải tạo hoang thiên tháp còn có thể ngăn cản một, hai, hắn cũng sớm đã trở thành tro bụi dù vậy tiêu diêu chí tôn y nguyên vô cùng thê thảm bản nguyên đều kém chút đứt đoạn nhưng cũng bởi vì này một lần truy sát khiến cho hắn đối siêu thoát cảnh giới có sâu hơn lĩnh ngộ ở đó bí cảnh một cái nơi bí ẩn sử dụng khoáng thế thần dược trực tiếp đột phá siêu thoát cảnh giới đồng thời chém giết đuổi giết hắn một tên siêu thoát mà ở rất nhiều vây công cường giả khác trong hắn bên trong trên người một người cảm ứng được một chút quen thuộc mệnh vận chi lực tò mò mới biết được là linh lung thần tông người tiêu diêu chí tôn rời khỏi mảnh bí cảnh sau đầu tiên là tìm kiếm tầng trần tung tích có thể tìm rất lâu đều không có hỏi thăm đến bất cứ tin tức gì rơi vào đường cùng hắn liền suy nghĩ đi trước linh lung thần tông tìm tòi kết quả kết quả tại linh lung thần tông hắn ngoài ý phát hiện thiên cơ các chủ đang mở thiên cơ các chủ năm đó trải qua sau, tiêu diêu chí tôn không khỏi cảm khái vạn phần, đang tìm không đến tầng trần sau, tiêu diêu chí tôn cũng quyết định đi trước trở lại sơ thủy vũ trụ, bởi vì hắn biết tầng trần nếu như một khi thoát khốn, cũng tất nhiên sẽ trở lại sơ thủy vũ trụ. Hắc động trong Lúc này khủng bố hắc động lực cọ rửa ba người, lại căn bản không có thương tổn tới ba người một chút. Bởi vì, Tiêu Diêu Chí Tôn Tam người cũng đã là siêu thoát cấp bậc cường giả, ngự trị tại Vũ trụ Hải trên, bình thường Vũ trụ Hải thiên thể cũng đã không cách nào cho bọn hắn mang đến bao nhiêu thương tổn. Thiên Cơ các chủ nắm Linh Lung tông chủ tay, nhìn bốn phía cấp tốc bay đi từ phía sau hắc động lực, hoài niệm nói: "Linh Lung, năm đó ta chính là từ nơi này mạo hiểm rời khỏi sơ thủy vũ trụ, kết quả chỉ một chút nữa là thành công rời khỏi hắc động." lại đột nhiên bị một vùng không gian vòng xoáy mam đi, ta cho là đều chắc chắn phải chết. Ai biết phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền hiện ra tại Linh Lung Thần Tông, trực tiếp rơi xuống vào ngươi trong tông môn. Linh Lung Tông chủ cười khúc khích, tràn ngập tình yêu nhìn thiên cơ các chủ, cùng hắn năm ngón tay tương khấu, ta còn nhở kỹ một màn kia đây, ta đang tắm rửa, ngươi bỗng nhiên rơi đến ta bên trong tiên trì, còn uống thật nhiều ta nước tắm. Đúng vậy a, à, ngươi linh lung thần tông linh lung tiên trì ẩn chứa năng lượng kinh khủng lúc đó sập ta mấy cái ta kém chút không có bị bạo nổ thiên cơ các chủ cảm thán nói linh lung tông chủ cười khúc khích ngươi lớn mật như thế cư nhiên trình coi ta tắm rửa theo ta trước đây tính tình khẳng định đã sớm đem ngươi xé thành bụi bay nhưng khi đó không biết tại sao cư nhiên ma xui quỷ khiến không giết ngươi còn để cho ngươi lưu tại bên trong tông khi khổ dịch đền trái Kết quả ngươi khắp nơi lấy lòng ta, ta cư nhiên cảm thấy còn rất thú vị. Thiên Cơ các chủ cười nói, ngươi cũng biết ta tu luyện là mệnh vận chi lực, thật ta lúc đầu còn vụng trộn thi triển qua mệnh vận chi thuật, giải khai ngươi yêu thích, hy vọng có thể để cho ngươi thả ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Lúc đó ngươi liền siêu thoát cũng đều không phải, ngươi những tiểu động tác kia lại có bao nhiêu có thể giấu giếm được ta? ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tốt chơi thôi, chỉ là không nghĩ tới một lần kia hai chúng ta cư nhiên. Nói đến đây, Linh Lung Tông chủ cúi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Một bên. Tiêu Diêu Chí Tôn mặt sạm lại. Hắn tạo cái gì nghiệt? Lại muốn nghe một đường như vậy lời tâm tình. Hai người bọn họ năm đó trải qua, Tiêu Diêu Chí Tôn dọc theo đường đi cũng đã tới tới lui lui nghe ít nhất 10 lần, lại còn như vậy tràn đầy phấn khởi giải thích. Thiên cơ các chủ, linh lung tông chủ, sơ thủy vũ trụ phía trước cũng nhanh đến. Tiêu diêu chí tôn vội vàng nói, cắt đứt hai người. Há, a à, tốt. Thiên cơ các chủ cùng linh lung tông chủ ào ào gật đầu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. ầm Sau một khắc, ba người liền thấy phía trước hắc động xuất hiện phần cuối, ra hắc động, chính là sơ thủy vũ trụ. Ba người nhất tề sải bước ra, trong nháy mắt tiến vào Sơ Thủy Vũ Trụ trong. "Thiên Cơ, đây chính là năm đó ngươi sinh ra Sơ Thủy Vũ Trụ sao?" Linh Lung tông chủ vừa cười vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Thủy Vũ Trụ. Chỉ là nàng này nhìn qua, khí sắc không khỏi nhất biến. Thật mạnh khí tức tử vong. Tiêu Diêu Chí Tôn cũng biến sắc, bởi vì vừa tiến vào Sơ Thủy Vũ Trụ, hắn cũng cảm giác được một cổ mạnh mẽ khí tức tử vong dường như tại muốn hàng lâm toàn bộ sơ thủy vũ trụ. Nếu là lấy hắn nguyên bản tu vi, dĩ nhiên là không cách nào cảm ứng được như vậy biến hóa, nhưng hắn hôm nay đã là siêu thoát cường giả, ngự trị tại vũ trụ hải quy tắc trên, ngay lập tức sẽ phát hiện sơ thủy vũ trụ trong không thích hợp. Cái đó là ma giới phương hướng. Trong nháy mắt, Tiêu Diêu Chí Tôn liền cảm nhận đến khí tức đi tới vị trí, dĩ nhiên là ma giới vị trí thế nhưng lúc trước nguyên ma lão tổ không phải cũng đã rời khỏi sao? ma giới lại xảy ra biến cố gì? trong lúc nhất thời tiêu diêu chí tôn lòng nóng như lửa đốt đi không có nhiều lời tiêu diêu chí tôn sải bước ra nháy mắt hướng ma giới chỗ bay đi đi mà hậu phương linh lung tông chủ cầm thiên cơ các tay thuận thiên cơ ngươi yên tâm có ta ở đây tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hoại ngươi sinh ra vũ trụ Từng. Thiên cơ các chủ gật đầu. Hai người thân hình thoát một cái, theo sát tiêu diêu chí tôn đi. Ma giới. Lúc này, ở đây cũng đã tụ lại rất nhiều cường giả, mỗi người đều mặc lộ vẻ kinh hải nhìn trước mắt thật lớn thông đạo vòng xoáy. Mấy ngày qua, hắc nô triệu tập sơ thủy vũ trụ rất nhiều cường giả, có kiếm tổ, vô cực chí tôn, hỗn độn chí tôn, thần công chí tôn đám người đồng thời triệu tập vũ trụ các tộc ngăn trở này tử vong vòng xoáy hàng lâm, nhưng lại hồn nhiên không có cách nào. Mà giờ khắc này, này tử vong trong vòng xoáy, vô tận khí tức tử vong trong nháy mắt dũng động đi ra, trong sát na tối thiểu đề thăng mấy lần. ầm Nhất đạo thân ảnh mơ hồ, theo trong vòng xoáy bắn ra đến. Ha ha ha, bản ma tổ cuối cùng trở về. Nhất đạo to lớn thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ ma giới thiên địa. Này, toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều rung động lên, hư không vô tận giống như biển gầm một dạng phập phồng, dưới con mắt mọi người, một cái mênh mông thân ảnh theo vô tận vòng xoáy màu đen trong phóng ra, lúc mơ hồ hàng lâm phương vũ trụ này thiên địa, phóng tại toàn bộ ma giới trong vòng trời. Chính là uyên ma lão tổ. Hắn ý khí phấn phát, thân thể vô cùng nguy nga, giống như một tòa kình thiên cự trụ một dạng ở trên người hắn hắc bào phần phật suối dục thời gian tê liệt hư không giống như một cái thần vậy theo vòng xoáy màu đen trong sao động mà tới ầm uhm. hắn chân thân chưa hàng lâm vô tận ma khí liền đã xung thiên cuốn lên vạn trượng sóng lớn mênh mông ma uy cuồn cuộn ra làm cho hắc nô đám người đều biến sắc uyên ma lão tổ là uyên ma lão tổ hắn dĩ nhiên theo minh giới trở về kiếm tổ đám người kinh sợ, từng cái tâm trạng sao động, bị như vậy một cổ khí tức chấn nhiếp toàn thân phát lạnh. Tuy là sớm có dự liệu, nhưng khi uyên ma lão tổ thật theo minh giới lúc trở về sau, toàn bộ sơ thủy vũ trụ trong tất cả mọi người cả người tóc gáy đều dựng lên đến, cảm thụ được vô tận kinh hải. Thật sự là bởi vì uyên ma lão tổ mang cho toàn bộ sơ thủy vũ trụ áp bách quá mức khủng bố. Rất nhiều kỷ nguyên nắm giữ, đây là một cái kém chút hủy diệt nhất thống sơ thủy vũ trụ cường giả khủng bố, kém chút hủy diệt vạn tộc người. Mọi người giỏi mắt nhìn lại, liền có thể thấy vô tận vòng xoáy màu đen hư không sao, phản phất có một tòa đen kịch thiên địa, ở đó đen kịch trong thiên địa, thiên địa u ám, giống như tử tịch một dạng, để cho người ta một cái nhìn sang, liền cảm thụ được vô tận khí tức tử vong. Đó tự hồ là một tòa minh thổ. Mà vậy từ trong minh thổ, Uyên ma lão tổ thân hình nguy nga thật lớn, cao vút tới, vượt qua không gian trường hà, vượt qua sống hay chết giới hạn, cường thế đánh tới. Ngăn trở hắn. Kiếm tổ đám người gầm lên, từng cái phóng lên cao. Một khi để cho uyên ma lão tổ quay về, toàn bộ sơ thủy vũ trụ chắc chắn lần thứ hai rơi vào trong chiến loạn, nguy hiểm trọng trọng. Thông thiên kiếm khí. Kiếm tổ gầm thét, quanh, trong chớp mắt, một thanh thông thiên cự kiếm xuất hiện, liên tiếp trời cùng đất, cao vút tại vô tận trong không gian vũ trụ, hướng về phía vòng xoáy màu đen trong uyên ma lão tổ hung hăng bổ chém đi. Mà ở kiếm tổ xuất thủ đồng thời, uyên ma chi chủ, vô cực chí tôn, hỗn độn chí tôn, thần công chí tôn, cơ vô tuyết các loại vạn tộc cường giả đồng loạt ra tay, từng đạo đủ để hủy diệt ma giới khủng bố công kích hội tụ vào một chỗ, trực tiếp chui vào vòng xoáy màu đen trong ha ha ha, một bầy kiến hôi, cũng muốn ngăn trở bản tổ quay về. Vô tận trong vòng xoáy, nguyên ma lão tổ to lớn tiếng cưới to vang lên, sau một khắc, hắn hướng về phía mọi người công kích hung hăng vồ bắt tới, đại thủ trên cuồng cuộn siêu thoát khí tức bao phủ, quanh một tiếng, liền nghe được nhất đạo kinh thiên nổ vang, vang vang vọng đất trời, nguyên ma lão tổ đại thủ nguy nga, trực tiếp bắt lại tất cả mọi người công kích, sau đó hung hăng bóp một cái đúng là đám đông công kích trong nháy mắt bóp vỡ ra. ầm ầm, khí tức kinh khủng sao động, một cổ siêu thoát cấp khí tức tùy ý, cuồn cuộn ra, trùng kích tại uyên ma lão tổ trên thân, lại chưa từng mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Đồng thời, một cổ cuồn cuộn ra trùng kích theo vòng xoáy màu đen trong cuồn cuộn ra, kiếm tổ đám người thân thể rung một cái, ào ào lùi lại, mỗi cái tại chỗ phun ra tiên huyết, thần sắc kinh sợ. Một kích, viên ma lão tổ liền vỡ nát bọn họ công kích đồng thời đưa bọn họ đánh bay ra đây là kinh khủng bực nào ban đầu ở sơ thủy vũ trụ viên ma lão tổ thực lực tuy là thông thiên vốn lấy kiếm tổ đám người thực lực và tu vi tối thiểu còn có thể cùng hắn giao phong một cái nhưng hôm nay đối phương một chiêu phía dưới liền yên diệt mọi người liên thủ một kích như vậy thực lực cũng đã xa xa ngự trị tại tất cả mọi người tại chỗ trên siêu thoát đây tuyệt đối là siêu thoát lực uyên ma lão tổ dĩ nhiên đột phá siêu thoát cuối cùng nên làm cái gì bây giờ một cái chớp mắt trong lòng tất cả mọi người đều hiện ra tới tuyệt vọng đây chính là siêu thoát à đừng nói tần trần cùng tiêu diêu chí tôn không ở coi như là tại năm đó hắc ám nhất tộc hắc ma tổ đế hàn lâm cũng nháy mắt liền đánh lui toàn bộ sơ thủy vũ trụ cường giả hôm nay uyên ma lão tổ quay về này sơ thủy vũ trụ còn có người nào có thể cùng địch? Lui, lui về thiên giới. Trở về. Hắc nô gầm thét một tiếng, một đám người nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp mở ra không gian Trường Hà Thông Đạo, vừa bước một bước vào trong, chuẩn bị buông tha ma giới lui về thiên giới. Đây là mọi người hậu bị phương án, tại không cách nào phá hư này vòng xoáy màu đen thời điểm liền định ra, một khi địch đến không thể địch lại được, liền lui về thiên giới thủ vững trận địa. Mà ở rút lui đồng thời, ma giới trên nhất đạo khủng bố trận pháp đại trận hình thành, nháy mắt hóa thành một phương đại trận, bao phủ lại ma giới, đem toàn bộ ma giới kẹt ở trong. Tại đây đại trận hình thành nháy mắt, ầm ầm, toàn bộ ma giới thiên địa chấn động kịch liệt, nhất đạo đen kịp thân ảnh theo vòng xoáy màu đen trong triệt để hiện ra đến, trong nháy mắt xuất hiện tại ma giới trong. Trong sát na, toàn bộ ma giới hư không đều sôi trào, giống như nấu sôi nước sôi, toàn bộ ma giới tại người này khí tức dưới, đều ù ù nổ vang, phản phất không chịu nổi hắn lực lượng. Ngô, ma giới, bản tổ cuối cùng lại trở về, lần này chư thiên vạn giới, đều sẽ bị ta dẫm ở dưới chân, trở thành bản tổ nô bột. Viên ma lão tổ nhìn bốn phía, nhếch miệng cười to, thần sắc hưng phấn. Một lần nữa quay về, để cho hắn cả người đều tràn đầy hưng phấn ý, đây là áo gấm về nhà, đây là cường thế quay về hôm nay hắn đạt đến siêu thoát cảnh giới này sơ thủy vũ trụ ai có thể tại là địch ngô tuy là còn thiết trí một cái trận pháp đây là muốn ngăn cản bản tổ sao buồn cười bản tổ hôm nay thần thông tuyệt không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng viên ma lão tổ trong đồng tử ma quan bạo dũng hắn ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ lại ma giới cự đại trận pháp nghe răng cười một tiếng bỗng nhiên đấm ra một quyền liền nghe đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ ma giới đại trận phát ra nhất đạo mỏng manh nổ đùng tiếng, nguyên ma lão tổ đại thủ tại hắn này trên đại trận, điên cuồng vặn vẹo, đại trận phát ra chói tai tiếng cót két, sau đó tại sơ thủy vũ trụ vạn tộc hoảng sợ ánh mắt, ầm một tiếng, toàn bộ đại trận đúng là bị uyên ma lão tổ đại thủ trực tiếp xé nát ra. Tiêu tan thành mây khói. Như vậy hoảng sợ một màn, để cho đan thần tốc đem về thiên giới hắc nô đám người trong lòng kinh hải đại trận này thế nhưng kết hợp ma giới phong ma đại trận lại thêm thần công chí tôn cùng kiếm tổ đám người tiêu hao mấy ngày thời gian mới tạo dựng lên đại trận chính là vì ngăn trở uyên ma lão tổ rời khỏi ma giới nhưng bây giờ cho nên nay cả khoảng khắc đều không thể ngăn cản liền đã bị uyên ma lão tổ xé nát hôm nay uyên ma lão tổ cuối cùng đã đến tu vi bực nào mà ở bọn họ kinh hãi thời điểm nguyên ma lão tổ ánh mắt lại như củ hung tợn nhìn thẳng bọn họ một bầy kiến hôi tại bản tổ trước mặt lại vẫn muốn chạy trốn buồn cười bản tổ hôm nay thực lực và thần thông đã không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng bản tổ cùng cơ hội này chờ lâu như vậy không phải vì chứng nhận bản tổ mạnh bao nhiêu mà là muốn nói cho sơ thủy vũ trụ tất cả mọi người bản tổ mất đi đồ đạc liền nhất định sẽ tự tay đoạt lại. Chết đi cho ta. Kèm theo uyên ma lão tổ giọng nói rơi xuống, hắn đại thủ ầm ầm thời gian lộ ra, trong sát na duỗi ra ức vạn dặm hư không, đúng là coi nhẹ sơ thủy vũ trụ không gian quy tắc, trực tiếp đi tới hắc nô đám người đỉnh đầu, hung hăng vồ bắt xuống. Trong chớp mắt, uyên ma lão tổ đại thủ trực tiếp hàng lâm đến hắc nô đám người đỉnh đầu, hung hăng vồ bắt xuống. Quanh một tiếng, hư không trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành từng đạo đen kịch hắc động, nguyên ma lão tổ đại thủ trực tiếp hàng lâm đến không gian trường hà trong, tại trong trường hà nháy mắt khoái động lên vạn trường sóng lớn. Không gian trường hà, ha ha, này sơ thủy vũ trụ không gian trường hà làm sao có thể ngăn trở bản ma tổ. Bản ma tổ hôm nay thực lực, cái thế vô địch, ai có thể ngăn. Nguyên ma lão tổ cười lớn, khủng bố trưởng uy ẩn chứa kinh người siêu thoát lực, nháy mắt hàng lâm đến hắc nô đám người trên thân. A. À, hắc nô đám người phát ra thảm thiết gào thét tiếng, nguyên ma lão tổ công kích chưa triệt để rơi xuống, bọn họ thân thể cũng đã phát ra đồ sứ vậy tiếng vỡ vụn âm, toàn bộ thân xác như có loại ngay tại chỗ nổ tung cảm giác. Từng ti tiên, tiên huyết, theo trong thân thể tùy ý đi ra. Ngăn trở. Kiếm tổ đám người gào thét, từng đạo kiếm khí sung thiên, hóa thành bảy màu hồng quang, các loại lực lượng oanh nhiễu thiên địa, vô cực trí tôn thôi động mệnh vận trường hà lực, kiếm tổ thôi động kiếm hà luân hồi lực, mà hỗn độn trí tôn, thần công chí tôn đám người, cũng ào ào vận chuyển thần thông, cường thế ngăn cản. ầm uhm. Quán trú tất cả mọi người bọn họ tối cực hạn lực lượng công kích, trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hóa thành nhất đạo thông thiên thần trụ, trung động không gian vũ trụ, hung hăng đụng vào uyên ma lão tổ đại thủ trên kinh người tiếng nổ vang vọng đất trời, một cổ kinh thiên bạo tạc cuốn tới, thế mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ một màn xảy ra, viên ma lão tổ đại thủ thì giống như như vào chỗ không người, trong nháy mắt đem kiếm tổ đám người liên thủ công kích nháy mắt bóp nát, cường đại ma uy quét ngang địa phương, không thể địch nổi. Chuyện này, không có khả năng. viên ma lão tổ thực lực sao biến phải mạnh như thế? Ma đầu, đây là ma đầu xa xa, các tộc giới vượt chỗ, thấy như vậy một màn vạn tộc cường giả một lòng đều triệt để chìm xuống, hiện ra tới vô tận tuyệt vọng. Trước mặt kiếm tổ một đám người, đại biểu hôm nay sơ thủy vũ trụ cường đại nhất một đám người. Có đến từ viễn cổ kiếm tổ, vô cực chí tôn, có cận đại bảo vệ ở sơ thủy vũ trụ hỗn độn chí tôn, thần công chí tôn, còn có đại tân sinh quật khởi cường giả cơ vô tuyết, hắc nô đám người. già Trung niên, trẻ tam đại, đại biểu toàn bộ trong vạn tộc cao cấp nhất chiến lực, nhưng hôm nay liền trước mặt nhóm người này đều không trụ được quyên ma lão tổ một kích, trong toàn bộ vũ trụ ai còn có thể ngăn cản? Ha ha ha, liền chút thực lực ấy kiếm tổ, các ngươi già há có thể là bản tổ đối thủ? Tiêu diêu chí tôn cùng tầng trần đây, để cho hai người bọn họ lăn ra đây, nhìn bản tổ làm sao xé nát bọn họ uyên ma lão tổ cười to lên đại thủ lật lại ngay lập tức sẽ hóa thành nhất đạo vô biên ma hà sẽ đem kiếm tổ đám người triệt để bao phủ trong chư vị theo ta cùng xuất thủ ngăn cản ma đầu ngăn cản uyên ma lão tổ cứu vớt sơ thủy vũ trụ quyết không thể để cho uyên ma lão tổ thực hiện được thiên giới nhân minh thành ám giới vạn tộc giới vực từng đạo quát chói tai tiếng vang tới. Liền thấy từng tôn cường giả, từ thiên địa thời gian nháy mắt dâng lên. Trong đầu lĩnh mấy người, đều là tản ra vô tận khí thế kinh khủng. Có cả người nở rộ thần quan bảy màu giao nguyệt nữ đế, có quanh thân nở rộ ám vũ trụ chi lực ám giới chi chủ, cũng có chân long nhất tộc chân long thủy tổ ngao linh. Còn có thập vĩ huyễn hồ, ám ảnh chí tôn, vẫn ma chí tôn này một ít đến từ viễn cổ cao thủ mà thiên giới trần đế các trong mộ dung băng vân triệu linh sang tử huân công chúa quý tư thanh tần đình đình ngao thanh lăng lệ vãn tuyết mấy người cũng đều mạnh thế xuất thủ cùng cổ xưa thiên hành chân nhân ngao liệt cổ chân nhân phó càng khôn mặt huyên bạch đám người cùng nghênh địch ầm vô số nhân lực lượng hội tụ vào một chỗ hóa thành nhất đạo đại dương bao la quy tắc trường hà hung hăng trùng kích tại uyên ma lão tổ ma hà đại thủ trên đây là ẩn chứa vạn tộc công kích ha 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 một bầy kiến hôi cũng mưu toan nghịch thiên uyên ma lão tổ cười nhạt đối mặt với dạng công kích không hề sợ hãi ma hà đại thủ trong giây lát một phen vô tận minh khí cùng ma khí lực xung thiên đại biểu luân hồi mệnh kiếp khí tức cuồn cuộn toàn bộ sơ thủy vũ trụ đúng là đem đoàn người công kích trong nháy mắt quanh bạo ra ầm kinh người khí tức cuồn cuộn, vỡ vụn ức vạn dặm vũ trụ hư không. Phốt. Giao Nguyệt nữ đế đám người miệng phun tiên huyết, từng cái thân hình lui, thân xác kém chút tại chỗ băng diệt. Nếu không phải mọi người là xa xa xuất thủ, chỉ một kích cũng đủ để cho vạn tộc cường giả tử thương thảm trọng, hủy diệt rất nhiều. Không đến siêu thoát, cuối cùng con kiến hôi, siêu thoát cùng không phải siêu thoát trong chênh lệch quá lớn, cơ hồ là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở bản tổ, ý nghĩ hảo huyền. Nguyên ma lão tổ liên tiếp xem thường, cười ha ha, trước bắt lấy bọn hắn, trở lại đối phó các ngươi, còn có tiêu diêu chí tôn cùng tầng trần này hai bên rùa đen rút đầu, cuối cùng trốn đi đâu, người mình chết hết đều vẫn chưa xuất hiện sao. Nguyên ma lão tổ liên tục cười lạnh, đại thủ chụp vào phía dưới kiếm tổ đám người xong. Kiếm tổ đám người trong lòng nháy mắt hiện ra tới vô tận tuyệt vọng. Giờ này khắc này uyên ma lão tổ mang cho bọn hắn cảm giác, giống như là một tòa thông thiên núi cao, căn bản không có rung động, chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Loại này cảm giác vô lực, nháy mắt thẩm thấu mỗi một người bọn hắn linh hồn. Bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt, bị giải quyết. Chỉ một chút nữa là triệt để rơi vào uyên ma lão tổ trong lòng bàn tay đột nhiên thì hừ nguyên ma lão tổ này sơ thủy vũ trụ lúc nào đến lượt ngươi đi làm chủ nhất đạo to lớn thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất sau một khắc từ đàn xa cuối chân trời một tòa cổ xưa bảo tháp bỗng nhiên đánh tới trong nháy mắt đánh vào uyên ma lão tổ hóa thành ma hà đại thủ trên oanh một tiếng uyên ma lão tổ ma hà đại thủ tại đây cổ xưa bảo tháp oanh kích dưới đúng là nháy mắt nổ tung ra hóa thành đầy trời ma khí sao động, mà phía dưới, hắc nô đám người trên thân áp lực, trong nháy mắt trở nên buông lỏng. Này bảo tháp! Đây là... Thấy này cổ xưa bảo tháp, thần công chí tôn đám người nháy mắt đều kích động quay đầu nhìn sang. Liền thấy sơ thủy vũ trụ chỗ sâu, nhất đạo ngạo nghệ thân ảnh đạp hư không đi tới, cổ xưa bảo tháp nháy mắt trở lại trong tay hắn, bị hắn nâng ở thủ trưởng trên, giống như thần một dạng tiêu diêu chí tôn là tiêu diêu chí tôn tiền bối ha 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 tiêu diêu chí tôn tiền bối trở về hơi thở này siêu thoát tuyệt đối là siêu thoát thấy xa xa đạo kia thân ảnh quen thuộc vạn tộc đầu tiên là sửng sốt sau một khắc toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều sôi trào tiêu diêu chí tôn đây là một cái tràn ngập tín ngưỡng tên năm đó ma tộc cùng hắc ám nhất tộc uy thế thông thiên làm cho vạn tộc liên tiếp rút lui cơ hồ cũng bị triệt để hủy diệt về sau là theo hạ giới phi thăng mà lên tiêu diêu chí tôn đột nhiên xuất hiện cùng uyên ma lão tổ xuất lĩnh ma tộc cường giả đối kháng cuối cùng chỉ là dùng trăm vạn năm thời gian liền chỉnh hợp vạn tộc cường giả để cho nhân tộc liên minh lại lần nữa đoạt lại vạn tộc chiến trường quyền chủ động có thể nói trăm vạn năm trước nếu không phải tiêu diêu chí tôn xuất hiện Toàn bộ Sơ Thủy Vũ Trụ cũng sớm đã triệt để rơi vào ma tộc trong tay. Mà bây giờ, tại Sơ Thủy Vũ Trụ nguy nan thời điểm, Tiêu Diêu Chí Tôn càng lại độ xuất hiện, với lại ép buộc lấy so với lúc trước còn khủng bố ở trên rất nhiều lực lượng hàng lâm, khiến mọi người làm sao không kích động, làm sao không hưng phấn. Tiêu Diêu Chí Tôn. Tiêu Diêu Chí Tôn. Vạn tộc. Nhân Minh Thành. Này rất nhiều tộc quần cùng thế lực đều kích động tột đỉnh, đều điên cuồng rống to. Xa xa, viên ma lão tổ ánh mắt từ từ biến phải băng lạnh, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn tiêu diêu chí tôn lạnh lùng nói, tiêu diêu chí tôn, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên cũng đột phá đến siêu thoát cảnh giới. Này sơ thủy vũ trụ vì sao lại có đủ lực lượng để cho ngươi đột phá? Viên ma lão tổ ánh mắt băng lạnh, trong con ngươi toát ra vô tận sắc bén cùng khó có thể tin hắn tại minh giới thật vất vả đột phá siêu thoát này tiêu diêu chí tôn lại là thế nào đột phá hừ cái này có gì không có khả năng tiêu diêu chí tôn cười nhạo một tiếng chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi ở đây minh giới đột phá sẽ không chuẩn bản tọa tại vũ trụ hải đột phá ngươi đi vũ trụ hải viên ma lão tổ nháy mắt bừng tỉnh hắn cười lạnh một tiếng tiêu diêu chí tôn coi như ngươi đột phá siêu thoát lại có thể thế nào Ngươi căn bản không rõ ràng hôm nay bản tổ cuối cùng đạt đến cảnh giới gì, thuộc về Minh Sơn Đại Quân, đều theo bản tổ đi ra. Kèm theo uyên ma lão tổ một tiếng quát chói tai, phía sau hắn vòng xoáy màu đen trong, chi chít đại quân chỉ một thoáng xuất hiện, quanh, rất nhiều minh giới cường giả ảnh xạ, trong nháy mắt hàng lâm đến toàn bộ ma giới trong. Chỉ một thoáng, ma giới thiên địa trong kinh người tử khí bao phủ, những minh giới cường giả mặc dù chỉ là ảnh xạ, bản thể không cách nào trực tiếp hàng lâm ma giới trong, nhưng mặc dù chính là nhất đạo ảnh xạ, đều làm đến toàn bộ sơ thủy vũ trụ dâng lên vô tận tử khí. Minh giới tại vũ trụ hải trong thuộc về một cái đặc thù tồn tại, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ quá đáng, có thể ô nhiễm tuyệt đại đa số giới vực. Tiêu diêu chí tôn, chết đi. Nguyên ma lão tổ gầm thét một tiếng, thân hình bỗng nhiên động, hắn không nói nhảm, thân hình giống như nhất đạo ma ảnh phóng lên cao, trong sát na đi tới Tiêu Diêu Chí Tôn trước người, ra tay bá đạo. Ầm. Đại biểu Minh giới tử khí siêu thoát lực trong nháy mắt cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Hừ, tới thì tới. Tiêu Diêu Chí Tôn quát lạnh, trước mặt đón nhận, không có sợ hãi chút nào. Ầm ầm. Hai bóng người ở trong chớp mắt đụng vào nhau, trong nháy mắt chấn vỡ ức vạn dặm hư không. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ quy tắc chi lực điên cuồng dũng động tại hai người công kích phía dưới liên tục băng diệt hai đại siêu thoát cường giả cái gì cường đại từ lâu ngự trị tại vũ trụ hải quy tắc trên cử đầu thủ túc trong thiên địa bị điên cuồng hủy diệt xé rách mọi người vốn tưởng rằng tiêu diêu chí tôn quay về viên ma lão tổ tất nhiên là bị đơn giản nghiền ép thế mà hai người chân chính sau khi giao thủ tất cả mọi người tuy nhiên cũng trong lòng cả kinh trước mặt tiêu diêu chí tôn thân hình không ngừng lùi lại đúng là bị uyên ma lão tổ liên tục đánh bẹp, xa xa có thể thấy, uyên ma lão tổ thân hình nguy nga cao vút, bắn ra tới hàng tỷ trượng cao, mà tiêu diêu chí tôn khí tức tại uyên ma lão tổ dưới sự công kích, đúng là bị áp chế tại thiên địa, giống như bị đêm tối bao phủ đại lục. Ngươi dĩ nhiên đột phá đến nhất trọng đỉnh phong siêu thoát. Vô tận nổ vang vang vọng, đột nhiên thì, tiêu diêu chí tôn thân hình bay ngược ra, kinh hải nhìn uyên ma lão tổ giao thủ một cái hắn cũng cảm giác được viên ma lão tổ lực lượng đúng là xa xa ngự trị tại hắn trong tưởng tượng trên so với hắn tại năng lượng bản nguyên ở trên rõ ràng phải mạnh hơn một bậc đây tuyệt không phải là vừa bước vào nhất trọng siêu thoát có khả năng có viên ma lão tổ toàn thân ma khí ngang dọc ha ha cười nói tiêu diêu chí tôn coi như là đột phá siêu thoát ngươi cũng giống vậy sẽ không phải là ta đối thủ hôm nay này sơ thủy vũ trụ chính là ngươi nơi tán thân. viên ma lão tổ trong tiếng cười lạnh nháy mắt dẫn động vô tận tử khí, trong sát na, hàng tỷ minh giới cường giả lực lượng dung nhập vào trong thân thể hắn, thiên địa trong nhất đạo mênh mông tử vong trường hà sinh ra, này tử vong trường hà vừa xuất hiện, toàn bộ sơ thủy vũ trụ tử vong quy tắc như là tiêu thất một dạng, trực tiếp bị này nhất đạo tử vong trường hà thay thế. Ào ào! Trường hà phấp với, Bao phủ hướng sơ thủy vũ trụ bốn phương tám hướng, tử vong trường hà chỗ đi qua, thiên địa tất cả đều hóa thành minh thổ, minh giới cường giả dạ ảnh xạ trong thời gian ngắn có thể tới. Uyên Ma lão tổ đúng là muốn đem này sơ thủy vũ trụ hóa thành triệt để tử vong chi địa. Đáng chết. Tiêu Diêu Chí Tôn trong lòng cảm giác nặng nề, lấy hắn tu vi mặc dù có thể cản trở Uyên Ma lão tổ tàn sát sơ thủy vũ trụ, cũng không cách nào ngăn trở này minh thổ Bao phủ đến lúc đó toàn bộ sơ thủy vũ trụ sẽ triệt để trở thành minh giới lệ thuộc bao phủ tại minh giới dưới bóng mờ tiêu diêu ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi yên tâm chờ ngươi sau khi chết ngươi thi thể sẽ bị bản tổ luyện chế thành thi khôi trở thành bản tổ một cái chiến lợi phẩm còn có các ngươi toàn bộ sơ thủy vũ trụ thậm chí ở đây toàn bộ cường giả đều muốn trở thành bản tổ lệ thuộc phẩm viên ma lão tổ cười lên ha hả Hừ, các hạ khẩu khí thật là lớn. Mà đúng lúc này, đột nhiên thì nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, một tiếng vang ầm ầm, theo chỗ xa kia chân trời chỗ, bỗng nhiên hiện ra tới nhất đạo Trường Hà, Trường Hà phất phới, trong có thể thấy vô số người vận mệnh, hàng tỷ sinh linh bên trong chìm nổi, giống như con cá du động tại dòng nước trong. Một tiếng vang ầm ầm, này nhất đạo mệnh vận Trường Hà cùng uyên ma lão tổ tử vong Trường Hà cấp tốc đụng vào nhau hai cái liên tục hai bên tan rã cùng đối kháng, ngăn trở uyên ma lão tổ minh khí khuếch tán. Hả? Người nào? Uyên ma lão tổ trong lòng cả kinh, này sơ thủy vũ trụ vẫn còn có siêu thoát cường giả tồn tại. Chẳng lẽ là tần trần tiểu tử, hắn cũng đột phá siêu thoát. Hắn thẳng lên tiếng, chợt quay đầu, nhìn về phía hư không vô tận chỗ sâu. Chỉ thấy vô tận u ám hư không, một nam một nữ hai bóng người chậm rãi đi tới cả người tráng phóng hào quang trần thiếu là trần thiếu sao trong đám người hắc nô đám người trợn to hai mắt thân thể đều run rẩy năm đó tiêu diêu chí tôn là cùng trần thiếu cùng rời khỏi hôm nay tiêu diêu chí tôn nếu trở lại sơ thủy vũ trụ như vậy trần thiếu chắc chắn cũng nhất định trở về tần trần đây là ai nguyên ma lão tổ ta xem ngươi là càng sống càng trở lại cho nên ngay cả bản tông chủ cũng không nhận ra nhất đạo cười nhạt tiếng vang lên hào quang thu lại này hai bóng người rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người trong một cái là tóc tráng mặt trẻ lão giả còn có một cái là thần thánh cao quý nữ tử cô gái này vóc người nở nang tràn ngập thành thục phong vị có một loại thần thánh không thể xâm phạm ý tứ hàm xúc tông tông chủ nhìn người nọ vô cực chí tôn trong nháy mắt ngốc ra mà hát nô mấy người cũng là sửng sốt bởi vì trước mặt hai người này bọn họ căn bản không biết rất hiển nhiên không phải trần thiếu thiên cơ các chủ dĩ nhiên là ngươi kiếm tổ cả người cũng là sửng sốt lộ ra khó có thể tin hào quang năm đó thông thiên kiếm các kiếm tổ thiên cơ tông tông chủ công tượng tác lão tổ ba người được xưng nhân tộc tiếp cận nhất siêu thoát cường giả trong, công tượng tác lão tổ vì đánh tan ma tộc, dụ địch xâm nhập, đặt mình vào nguy hiểm, trực tiếp bị ma tộc cùng hắc ám nhất tộc liên quân diệt sát, đồng thời cũng cho ma tộc cùng hắc ám nhất tộc mang đến thật lớn tổn thương. Mà thông thiên kiếm các kiếm tổ còn lại là lấy thân hóa đạo, trấn áp hắc ám nhất tộc vương tộc đế thích thiên, cả đời đều cùng hắc ám nhất tộc đối kháng. Chỉ có thiên cơ tông tông chủ, từ mệnh vận trường hà trong xem không đến sơ thủy vũ trụ tương lai, mạo hiểm sông hắc động, đi vũ trụ hải, từ đây tin tức hoàn toàn không có. Không nghĩ tới hôm nay đúng là lại ở chỗ này nhìn thấy, với lại dĩ nhiên đột phá siêu thoát cảnh giới. Này, toàn bộ sơ thủy vũ trụ rất nhiều cổ sư cường giả, trong nháy mắt đều kinh sợ. Thiên cơ các chủ lại vẫn sống. Tin tức này truyền ra ngoài, toàn bộ vũ trụ đều vì thế mà chấn động, này nhưng là một cái thời đại viễn cổ cường đại cự phách, xuất hiện ở lên vũ trụ lịch sử trường hà trong lưu lại thật lớn danh tiếng, cơ hồ không ai chưa có nghe nói qua hắn tục danh. Tông chủ, ngươi trở về, thật sự là quá tốt." Vô Cực Chí Tôn kích động nói, viền mắt ước ác. "Thiên Cơ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng đột phá siêu thoát, ha ha, tốt, tốt a." À. Kiếm Tổ cũng là cất tiếng cười to, thoải mái sang sản. Thiên Cơ các chủ bước vào siêu thoát, vậy bọn họ sơ thủy vũ trụ tự nhiều hơn một cái siêu thoát cường giả, đối kháng viên ma lão tổ chắc chắn hiển nhiên cũng liền nhiều gấp đôi. Siêu thoát Tại đen kịp một màu thiên vực trong, một cái thân ảnh mơ hồ tự lẫm bẩm, cũng là ám vũ trụ chủ nhân. Quả nhiên, cố thủ mảnh thế giới này thì không có tiền đồ sao. Hắn thì thào nói, làm như rõ ràng cái gì, ánh mắt dần dần kiên quyết lên. Mà tình cảnh như vậy, cũng phát sinh ở vũ trụ các ngõ ngách. Thiên cơ, nghĩ không ra này sơ thủy vũ trụ cư nhiên có nhiều người như vậy biết ngươi, nhìn lại năm đó ngươi ở nơi này cũng có không nhũ danh đầu. Linh lung tông chủ đi tới thiên cơ các chủ bên cạnh, miễn cười nói, rút vào thiên cơ các chủ trong lòng. Thiên cơ các chủ cười ha ha một tiếng, ông linh lung tông chủ, đắc ý vạn phần cười nói, đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút vi phu là ai, năm đó vi phu tại đây sơ thủy vũ trụ đây chính là danh chấn vạn cổ đi tới chỗ nào kẻ khác không cho cái ngón tay cái đây chính là vang dội nhân vật linh lung tông chủ ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn thiên cơ các chủ sùng bái nói ta liền biết thiên cơ ngươi không giống bình thường đó là thiên cơ các chủ cười ha ha một tiếng cái này thiên cơ các chủ hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh có phải hay không hẳn là nghiêm túc một chút một bên tiêu diêu chí tôn mặt đen lại thật sự là không nhịn được bên kia uyên ma lão tổ chính mắt lom lom nữa vô cực chí tôn mấy người cũng là mặt mộng tông chủ đại nhân làm sao đi tranh vũ trụ hải biến thành cái dạng này trước đây tông chủ đại nhân thế nhưng trầm ổn rất à với lại nữ nhân này lại là ai chẳng lẽ là tông chủ đại nhân ở vũ trụ hải tìm nhân tình thiên cơ các chủ mắt nhìn tiêu diêu chí tôn khẽ cười nói, tiêu diêu, ngươi liền yên tâm tốt, chính là uyên ma lão tổ mà thôi, bổn tông một người liền có thể bắt, không cần lưu ý, cũng được, bổn tông trước hết bắt hắn lại, trở lại cùng chư vị lão hữu ôn chuyện. Dứt lời, thiên cơ các chủ bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Quanh một tiếng, liền thấy dưới chân hắn, nhất đạo mênh mông mệnh vận trường hà xuất hiện, cấp tốc sao động ra. Trong sát na đi ngang qua toàn bộ sơ thủy vũ trụ, mà thiên cơ các chủ một bước trong cũng đã theo mệnh vận trường hà đi tới hư không vô tận trên viên ma lão tổ năm đó ngươi làm cho bổn tông bị ép rời khỏi sơ thủy vũ trụ hôm nay bổn tông liền muốn lấy đầu ngươi để giải năm đó mối thù thiên cơ các chủ cả người oanh nhiễu mệnh vận chi lực cấp tốc quán trú siêu thoát lực liền nghe được một tiếng vang ầm ầm thiên địa trong rất nhiều mệnh vận tỏa liên xuất hiện những mệnh vận tỏa liên bị thiên cơ các chủ thúc giục trong nháy mắt hướng nguyên ma lão tổ cấp tốc bạo quyển đi. Mệnh vận chi lực, phong thiên trấn giới. Ào ào. Mênh mông mệnh vận tỏa liên cái thế, mỗi nhất đạo tỏa liên trên đều tráng phóng đáng sợ phù văn. Những phù văn này ẩn chứa siêu thoát lực, bất kỳ cái gì nhất đạo phù văn đều đơn giản hủy diệt một phương giới vực. Đồng thời, thiên cơ các chủ dưới chân mệnh vận trường hà cũng trùng trùng điệp điệp dũng động ra, trong khoảnh khắc liền cùng uyên ma lão tổ tử vong trường hà đụng vào nhau, hai đạo trường hà va chạm thời gian, nháy mắt kích khởi vạn trường sóng lớn, một cái bọc sóng, lại hủy diệt một mảnh tinh thần. Trường hà cùng tỏa liên lực sao động, nháy mắt đi tới uyên ma lão tổ trước người. Uyên ma lão tổ thần sắc không thay đổi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thiên cơ các chủ, tại bản tổ trước mặt còn chưa tới phi ngươi tới ngông cuồng, cái gì mệnh vận chi lực, bản tổ cũng đã siêu thoát vận mệnh luân hồi, còn con này mệnh vận chi lực, cũng xứng nắm giữ bản tổ vận mệnh. Nguyên ma lão tổ trong con ngươi thoáng qua một chút quan mang, mãnh liệt, một quyền đột nhiên thì đánh ra. Minh Hà cùng quyển Nguyên ma lão tổ đại thủ trong nháy mắt hóa thành mênh môn Minh Hà, cùng đầy trời mệnh vận tỏa liên ầm ầm đụng vào nhau. Ầm Trong khoảnh khắc, nguyên ma lão tổ đại thủ đúng là bắt lại những mệnh vận tỏa liên, sau đó chợt thoáng giãy giụa những mệnh vận tỏa liên dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ vụn mà tới sau đó viên ma lão tổ chợt dậm chân một cái cả người hắn đột nhiên tại chỗ biến mất không tốt thiên cơ các chủ con ngươi co rụt lại ở trong nháy mắt này hắn dĩ nhiên mất đi uyên ma lão tổ tung tích điều này sao có thể chứ vận mệnh cảm nhận thiên cơ các chủ gầm thét một tiếng từng đạo vô hình mệnh vận chi lực cấp tốc dọc theo thân thể hắn tràn ra đi, banh nhiễu trong thiên địa. Đây là hắn đặc biệt quy tắc chiêu thức, chỉ cần đối phương còn trong phiến thiên địa này, liền không có khả năng tránh thoát vận mạng hắn cảm nhận. Thế mà, sau một khắc, thiên cơ các chủ khí sắc cũng là chợt nhất biến. Bởi vì mặc dù là thi triển ra vận mệnh cảm nhận, hắn y nguyên cảm nhận không đến nguyên ma lão tổ tung tích. Cẩn thận! Mà đúng lúc này, Linh Lung tông chủ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Thiên cơ các chủ trong dây lát cảm thấy mình sau lưng truyền đến nhất đạo sợ hãi không gian ba động. Vận mệnh thủ hộ, hắn gầm thét một tiếng, vô tận mệnh vận trường hà lực phóng lên cao, nháy mắt đem hắn bao vây bên trong, cùng lúc đó, thiên cơ các chủ hướng về phía phía sau trong dây lát đấm ra một quyền. Rầm. Mênh mông trường hà như là đinh đoạt biển gầm, nháy mắt đổ xuống nhưng mà này đạo trường hà mới vừa mới lao ra liền gặp phải nhất đạo khủng bố ngăn trở nhất đạo thông thiên minh hà trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn đem hắn đầu này vận mệnh trường hà nháy mắt ngăn trở xuống ầm uhm. mệnh vận trường hà trực tiếp sụp đổ ra tại đây cái minh hà sau lưng nguyên ma lão tổ mặt cười nhạt thiên cơ các chủ đây chính là ngươi thủ đoạn nhìn lại tại vũ trụ hải mấy năm nay ngươi cũng không có phát triển đi nơi nào sợ là so với kia tiêu diêu chí tôn cũng còn không bằng. giọng nói rơi xuống, viên ma lão tổ đột nhiên đấm ra một quyền. thiên cơ các chủ sắc mặt đại biến, vội vàng hai tay nằm ngang ở trước ngực, thôi động trong cơ thể vận mệnh bản nguyên. sau một khắc, viên ma lão tổ nắm đấm dĩ nhiên oanh ở trên người hắn. ầm, uhm. thiên cơ các chủ cả người lấy một cái tốc độ kinh người bay rớt ra ngoài, dọc đường hư không tầng tầng vỡ vụn hắn ước chừng bay ngược ức vạn dặm hư không thân hình mới đình trệ xuống mà hắn dừng lại sau lưng trăm vạn dặm hư không trực tiếp sụp đổ hóa thành rất nhiều mảnh vụn phốc một nguồn máu tươi theo thiên cơ các chủ trong miệng xuất ra nhìn thấy một màn này xa xa tất cả mọi người đều ngây người biểu tình trong nháy mắt hóa đá chuyện này chuyện gì xảy ra trước còn ngưu bức rầm rầm thiên cơ các chủ dĩ nhiên tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong liền bị uyên ma lão tổ cho đánh lui hơn nữa còn thổ huyết thế nhưng thiên cơ các chủ trước không phải nói cũng đã đột phá siêu thoát cảnh giới sao làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền thụ thương trong hư không viên ma lão tổ trên mặt còn lại là mang theo nở nụ cười trào phúng ngô phòng ngự vẫn không tệ thiên cơ các chủ nhìn lại rời khỏi sơ thủy vũ trụ mấy năm nay ngươi trừ chạy trốn bản lĩnh dài không ít cái khác đều không tiến bộ à. Giọng nói rơi xuống, nguyên ma lão tổ thân hình đột nhiên lại biến mất, cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt hàng lâm thiên cơ cắt đầu não hải, để cho hắn cả người tóc gáy đều dựng lên đến. Nguy hiểm Thiên cơ các chủ tâm trong tức khắc kinh hải, con ngươi trong giây lát thu hẹp. Hắn khó mà tin được, tại chính mình sau khi rời đi, nguyên ma lão tổ thực lực dĩ nhiên biến phải đáng sợ như thế không những đột phá đến siêu thoát cảnh giới với lại tại nhất trọng siêu thoát trong cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp tồn tại lúc trước một quyền kia cơ hồ trong nháy mắt liền oanh phá hắn phòng ngự này không phải một dạng siêu thoát có khả năng làm đến mà mấu chốt nhất là viên ma lão tổ ma khí bản nguyên trong còn ẩn chứa một cổ đáng sợ tử vong khí tức này cổ khí tức tử vong thì giống như phụ cốt chi thư một dạng một mực thôn vệ hắn lực lượng bản nguyên để cho hắn nhất thời trứng chọi đá, căn bản vô lực đi điều tra ra uyên ma lão tổ tung tích. ầm, uhm. Mà trong chớp mắt này, một cái bàn tay to lớn xuất hiện tại hắn phía bên phải, hướng về phía hắn hung hăng vồ bắt mà tới. Thủ trưởng trên, năm ngón tay căng căng thông thiên, chừng hàng tỷ trượng, mỗi một cái trên đều ẩn chứa kinh người siêu thoát lực, từng đạo minh giới cùng ma giới phù văn khí tức lưu chuyển, trấn áp vạn cổ tuế nguyệt một tiếng vang ầm ầm, dưới bàn tay, hư không tầng tầng sụp đổ, tình cảnh như vậy, để cho xa xa toàn bộ cường giả đều tâm trạng sao động, cảm giác giống như ngày tận thế tại hàng lâm một dạng. Thiên cơ các chủ tâm trong kinh hải, hắn có một loại cảm giác, nếu như bản thân bị bàn tay này triệt để bao phủ, vậy hắn sẽ bị vây bên trong, căn bản vô lực tránh thoát. Kinh sợ trong, thân hình hắn cấp tốc lui lại, nhưng hắn vừa mới lui, liền sợ hãi cảm giác được bản thân quanh thân hư không lại như là ngưng kết một dạng, từng đạo sấm nhân minh giới trường hà khí tức chẳng biết lúc nào cũng đã triệt để bọc lại hắn, rất nhiều phù văn bay lên, phong tỏa ngăn cản chung quanh hắn hư không, để cho hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn uyên ma lão tổ đại thủ đem hắn hung hăng bao vây. Thiên cơ các chủ, chớ phản kháng. Bản tổ tại minh giới trong chỗ trải qua toàn bộ, há là ngươi có thể đơn giản lĩnh hội, cho bản tổ chết đi uyên ma lão tổ cười nhạt bàn tay to lớn sẽ đem thiên cơ các chủ triệt để nắm ở trong hung hăng bóp vỡ mà đúng lúc này hừ nam nhân ta cũng là ngươi có thể động nhất đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ở trong thiên địa này vang tới cùng lúc đó nhất đạo khủng bố thất thải lưu quan chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đi tới uyên ma lão tổ bên cạnh thân đạo lưu quan này vừa xuất hiện viên ma lão tổ cả người nổi da gà trong nháy mắt nhô ra này thất thải lưu quan tuyệt đối có thể mang đến cho hắn uy hiếp trí mạng trong nguy cơ viên ma lão tổ bất chấp hắn vội vàng dừng lại đối thiên cơ các chủ xuất thủ xoay người một chưởng hướng về phía thất thải lưu quan đánh tới một tiếng vang ầm ầm hai cổ lực lượng đáng sợ nổ tung ở trong hư không viên ma lão tổ thân hình tại này cổ sống xung kích dưới nháy mắt lùi lại đến vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Phía trước, trước rút vào thiên cơ các chủ trong lòng cô gái kia thân hình thoát một cái, liền đã tới thiên cơ các chủ bên cạnh, thân thiết lo lắng nói, thiên cơ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thiên cơ các chủ cấp vội vàng khoát tay, trong lòng sợ, ban nãy nếu không phải Linh Lung Tông chủ kịp thời xuất thủ, vậy hắn nói không chừng sẽ nguy hiểm. Linh Lung, cảm ơn ngươi. Thiên cơ các chủ thâm tình mắt nhìn linh lung tông chủ, sau đó quay đầu, nhìn về phía biên ma lão tổ, bất quá lúc này hắn ánh mắt trong không còn có ung dung ý, có chỉ là vô tận ngưng trọng. Thiên cơ, ngươi thụ thương. Linh lung tông chủ xóa đi thiên cơ các chủ khóe miệng tiên huyết, đôi mắt chỗ sâu thoáng qua một chút đau lòng, sau đó xoay người nhìn về phía biên ma lão tổ. Ngươi dám động ta linh lung nam nhân. Linh lung tông chủ sải bước ra, trong sát na, toàn bộ sơ thủy vũ trụ hư không đều sôi trào, một cổ đại biểu vạn tượng khí tức lực lượng ở trong thiên địa lan tràn ra. Các hạ là ai? Nguyên Ma lão tổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Linh Lung tông chủ, lúc này theo Linh Lung tông chủ trong thân thể, hắn cảm thụ được một cổ mạnh mẽ đe dọa khí tức. Ta là ai? Hừ, bổn tông chính là Vũ trụ Hải Nam thập tam tinh vực Linh Lung thần tông tông chủ. Người một chính là sơ thủy vũ trụ con kiến hôi, giám động bổn tông nam nhân, tự tìm cái chết. Linh lung tông chủ giọng nói rơi xuống, cả người thân hình đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, viên ma lão tổ quanh thân đột nhiên xuất hiện rất nhiều bảy màu hồng quang, những hồng quang hướng về phía hắn cấp tốc nổ bắn ra tới, đúng là đang tan rã trên người hắn ma khí cùng minh khí. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là siêu thoát nhị trọng cảnh giới? Nguyên ma lão tổ trong lòng kinh hãi, hắn trên sắc mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, trong cơ thể bản nguyên trong nháy mắt bốc cháy lên. ầm, uhm. Hắn toàn bộ thân hình nháy mắt biến phải vô cùng nguy nga, đúng là cứng rắn ngăn cản linh lung tông chủ công kích, cùng lúc đó, hắn đại thủ vừa nhất, vẫn nổ quát, cho ta mượn minh lực. Trong sát na, ma giới trong, rất nhiều minh giới cường giả ảnh xạ đều sao động ra từng đạo kinh người minh khí, Mênh mông minh khí trong nháy mắt dung nhập vào uyên ma lão tổ trong thân thể đại biểu tử vong quy tắc trong nháy mắt dũng động toàn thân hắn ầm linh lung tông chủ công kích rơi vào uyên ma lão tổ trên thân nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài nhưng mà rất nhanh uyên ma lão tổ thân xác đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại đồng thời uyên ma lão tổ trên thân minh khí cũng ở ngăn trở linh lung tông chủ linh lung thần quan xâm lớn thân thể hắn đây là linh lung tông chủ mặt hơi biến sắc này một cổ minh giới khí tức dĩ nhiên ngăn trở nàng công kích nhất trọng đỉnh phong siêu thoát linh lung tông chủ ánh mắt ngưng lại nàng tuyệt đối không nghĩ tới tại đây nho nhỏ sơ thủy vũ trụ vậy mà sẽ xuất hiện một cái nhất trọng đỉnh phong siêu thoát hừ các hạ cũng còn chưa đạt tới nhị trọng siêu thoát cảnh giới hù dọa bản tổ giật mình nguyên ma lão tổ cũng là thở phào ban nãy, hắn cơ hồ đều cho là Linh Lung tông chủ là một gã nhị trọng siêu thoát, cần biết, nhị trọng siêu thoát so với nhất trọng siêu thoát, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Mặc dù là lấy hắn thiên tư, tại siêu thoát cảnh giới muốn vượt cấp chiến đấu, cũng là khó lại càng khó hơn, cơ hồ không có khả năng. Bởi vì, này trên đời liền không có khả năng có như vậy thiên tài. May mắn là, này Linh Lung tông chủ trong cơ thể tuy là ẩn chứa một chút vạn tượng lực, nhưng cũng không phải là chân chính bước vào đến nhị trọng siêu thoát chỉ là chạm tới nhị trọng cảnh giới mà thôi hừ coi như không phải nhị trọng siêu thoát diệt sát ngươi cũng đã xa xa đủ linh lung tông chủ hừ lạnh một tiếng nàng thân làm linh lung thần tông tông chủ dĩ nhiên không bắt được một cái sơ thủy vũ trụ nho nhỏ siêu thoát để cho nàng thể diện để vào đâu trong khoảnh khắc nàng cùng uyên ma lão tổ đại chiến không thể không nói Linh lung tông chủ thực lực cực kinh người, cơ hồ là đè ép uyên ma lão tổ đang đánh, nhưng mà muốn đem uyên ma lão tổ chém giết ở chỗ này, trong khoảng thời gian ngắn sợ là căn bản không có làm đến. Mà ở linh lung tông chủ cùng uyên ma lão tổ điên cùng thời điểm giao thủ. Nam thập tam tinh vực. Hắc ám đại lục. ầm ầm Toàn bộ hắc ám đại lục kịch liệt nổ vang lên, vô tận hắc ám bản nguyên cấp tốc dung nhập vào thượng quan uyển nhi trong thân thể cùng thượng quan uyển nhi triệt để dung hợp vào một chỗ đây chính là hắc ám bản nguyên sao thượng quan uyển nhi nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía một bên tầng trần trần ta đã trưởng khống này hắc ám đại lục bản nguyên tùy thời có thể mở ra đi sơ thủy vũ trụ thông đạo tầng trần gật đầu ánh mắt trong thoáng qua một chút ôm nhu cũng không biết hôm nay sơ thủy vũ trụ thế nào, tất cả mọi người tốt hay không tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía tư không chấn, tư không chấn, ngươi ở đây phía trước dẫn đường, dẫn chúng ta đi năm đó các ngươi đi vào sơ thủy vũ trụ hắc ngọc đại lục chỗ kia thông đạo vị trí, tức khắc xuất phát. Năm đó, hắc ám đại lục xâm lớn sơ thủy vũ trụ, có từng mở ra nhất đạo liên tiếp ma giới hắc ngọc đại lục thông đạo, hôm nay muốn trở lại sơ thủy vũ trụ, theo cái lối đi kia đi không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Như vậy tiết kiệm đại lượng công phu. Duy nhất phiền toái là cái lối đi kia cũng không kiên cố, không cách nào dung nạp nhiều cường giả như vậy thông qua, vốn lấy tầng Trần hôm nay tại không gian chi đạo trên cảnh giới, không hẳn không cách nào giải quyết. Phải. Tư Không chấn gật đầu, sau đó nhìn về phía Tư Không An Vân, "An Vân, ta tại phía trước dẫn đường, ngươi ở đây trên đường thay ám đại nhân giải thích xuống." Dứt lời, không đợi tầng Trần nói, tư không chấn thân hình thoát một cái, dĩ nhiên ở phía trước bay đi lên, mà lâm viên thần tôn mấy người cũng là biết điều bay đi ở phía trước. Tư không an vân đi tới tầng trần bên cạnh, nhút nhát mở miệng nói, thiếu gia. Lúc này hồi tưởng lại năm đó ở ma giới hắc ngọc đại lục trong sự tình, mặc dù đi qua lâu như vậy, nàng y nguyên có một loại phản phất giống như như mộng cảm giác. Một bên, ám u phủ chủ con ngươi trừng. Mẹ, này hắc ám đại lục người có ý gì? Bị ám u phủ chủ như vậy một cái nhị trọng siêu thoát như vậy nhìn chầm chầm, tư không an vân cả người trung lên, chỉ là cái này vô hình khí thế, liền để cho nàng có loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Tần trần cao mày mắt nhìn ám u phủ chủ, ám u phủ chủ khí sắc cứng đờ, vội vàng thu lại khí tức. Tư không an vân vội vàng nói, chư vị không cần lo lắng, tại hạ năm đó ở hắc ngọc đại lục chính là thiếu gia thị nữ hôm nay tại hắc ám đại lục tại hạ cùng đi thiếu gia giải thích cũng chỉ là tận đắc tận nghi không có khác ý tứ năm đó thân làm tư không thánh nữ cao cao tại thượng nàng tại tầng trần bên cạnh này đám cường giả trước mặt nhưng cũng không dám có chút lỗ mãn huống chi hôm nay thượng quan viễn nhi các nàng cũng đều tại nhìn qua chính là thiếu gia nữ nhân nàng tự nhiên không dám có ý đồ không an phận lấy thân phận hôm nay, thế nào xứng đôi thiếu gia đây? Chỉ cần thiếu gia có thể đối với nàng vẻ mặt ôn hòa một ít, nàng cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Tần trần mắt nhìn tư không an vân, than nhẹ một tiếng, hắn làm sao không biết tư không chấn dụng tâm. Hôm nay hắc ám nhất tộc vận mệnh đều trưởng khống ở trong tay hắn, mà tư không an vân năm đó từng làm qua bản thân một đoạn thời gian thị nữ, hiển nhiên tư không chấn là muốn cho tư không an vân cùng mình làm quan hệ tốt thậm chí còn ông muốn cho bản thân sủng hạnh tư không an vân ý tứ mặc dù đối phương tại trên danh phận chỉ là bản thân một cái thị nữ nhưng ở một ít địa phương dù sao cũng có động phòng thị nữ kiến giải có thể bản thân sẽ là loại người như vậy sao quả thực hồ đồ ngươi dẫn đường đi tần trần nhẹ giọng nói vâng Tư không an vân vội vàng dẫn dắt mọi người bay về phía trước lướt qua. Tần trần xoay người nắm tư tư tay, ôm nhu nói, chúng ta đi. Tư tư cười một tiếng, đi theo tần trần bay đi dựng lên. Hôm nay tần trần không có bất kỳ tâm tư, chỉ muốn mau chóng trở lại sơ thủy vũ trụ, đi minh giới, thay tư tư giải quyết thương thế trên người. Lấy tần trần tốc độ bọn họ, mặc dù là đi ngang qua toàn bộ hắc ám đại lục cũng tiêu hao không bao nhiêu thời gian vẻn vẹn sau nửa canh giờ tầng trần bọn họ liền đã tới hắc ám đại lục một chỗ hư không chỗ dừng lại một cái tư không chấn liền giới thiệu ám đại nhân năm đó chúng ta bắt đầu từ nơi đây hàng lâm sơ thủy vũ trụ bất quá năm đó chỗ này thông đạo cực kỳ yếu ớt với lại sơ thủy vũ trụ bản nguyên đối ngoại lai xâm lấn lực lượng sẽ có rất mạnh sức chống cự chúng ta tại siêu thoát phía dưới có lẽ có thể dễ đi vào có thể nếu là như vậy nhiều siêu thoát cường giả đi vào sợ là thông đạo sẽ nháy mắt sụp đổ tần trần gật đầu mấy tin tức này trên đường tư không an vân đều đã cùng hắn giới thiệu qua viễn nhi ngươi tới mở ra thông đạo tần trần nói viễn nhi gật đầu thôi động trong cơ thể bản nguyên banh một tiếng trong sát na toàn bộ hắc ám đại lục vô thượng quy tắc lực lượng bản nguyên ào ào tụ đến phía trước hư không đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy đen kịp không gian vòng xoáy liên tục xâm nhập thông hướng không biết tên hư không lối đi này tuy là cực trường rà, sâu không lường được có thể mở ra trong nháy mắt tầng trần lập tức cũng cảm giác được ở đó rất xa cuối lối đi truyền đến một chút thân thiết khí tức đó là sơ thủy vũ trụ khí tức chư vị đi Tần Trần ra lệnh một tiếng, một đám người trong sát na trong bước vào sơ thủy vũ trụ, biến mất. Nhìn Tần Trần bọn họ tiêu thất ở trong đường hầm, Tư Không chấn đám người thất vọng mất mát, hắn mắt nhìn Tư Không An Vân, thở dài nói, "An Vân, có ít thứ bỏ qua, đó chính là thật bỏ qua." Tư Không An Vân cúi đầu trầm mặt không nói. Có lẽ, năm đó ở Hắc Ngọc Đại Lục, nàng còn có có thể cùng với Tần Trần khả năng, nhưng bây giờ giữa hai cái chênh lệch dĩ nhiên là một cái không thể vượt quá cái hào rộng không gian thông đạo trong tần trần mang theo mọi người tấp tốc bay đi dọc đường tần trần liên tục thôi động không gian quy tắc gia cố thông đạo bằng không căn bản không có thừa nhận bọn họ nhiều người như vậy khí tức còn có nửa canh giờ lại đến sơ thủy vũ trụ đi tần trần cảm giác cuối lối đi khí tức quen thuộc yên lặng nói nếu không phải là muốn củng cố hư không không muốn cho hư không sụp đổ lấy tầng trần tốc độ bọn họ sợ là chỉ khoảng nửa khắc lại hàng lâm sơ thủy vũ trụ hiện tại chỉ có thể một chút đến mà ở tầng trần bọn họ cấp tốc chạy tới sơ thủy vũ trụ thời điểm sơ thủy vũ trụ ầm uhm. kinh người tiếng nổ vang vọng nguyên ma lão tổ cả người bay rớt ra ngoài cả người ma khí vỡ nát trên ngực nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng thân xác kém chút dưới một kích này vỡ nát ra. Kháo, tiêu diêu chí tôn, các ngươi còn giảng hay không võ đức? Nguyên ma lão tổ ổn định thân hình, nhìn bốn phía vây lại hắn tiêu diêu chí tôn, thiên cơ các chủ, linh lung tông chủ ba người, ánh mắt âm lãnh, chửi ầm lên. Ba tên này một cái đánh không lại, cư nhiên cùng tiến lên. Thiên cơ các chủ cười lạnh một tiếng, nguyên ma lão tổ, đối phó ngươi kia gia hỏa, còn cần nói cái gì võ đức năm đó ngươi cấu kết hắc ám nhất tộc thời điểm làm sao chưa nói nói võ đức lên diệt hắn thiên cơ các chủ cười lạnh một tiếng sải bước ra ầm ầm trước người hắn xuất hiện một cái mênh mông mệnh vận trường hà thiên cơ các chủ nắm lên đầu này vận mệnh trường hà hướng về phía uyên ma lão tổ chính là hung hăng xoay đi qua chiêu thức thẳng rộng lớn giống như nông hán một dạng một bên Tiêu diêu chí tôn thân hình thoát một cái, cũng nháy mắt động, quanh, hoang thiên tháp bị thôi động, cổ xưa hoang thiên tháp nở rộ không phân biệt hào quang, vô tận hỗn độn khí xung thiên, từng ti từng sợi, giống như vô cùng vô tận vậy hướng uyên ma lão tổ hung hăng trấn áp xuống. Còn linh lung tông chủ, thì cả người nở rộ thất thải quang mang, từng đạo thất thải hà quang bao phủ khắp nơi, giống như từng đạo lợi nhận, điên cuồng đâm vào uyên ma lão tổ trong thân thể phúc Uyên ma lão tổ trên thân nháy mắt bắn ra rất nhiều tiên huyết, đốt hư không? Được, nhân cơ hội diệt gia hỏa này. Thiên cơ các chủ gia tăng công kích, xoay vòng mệnh vận trường hà điên cùng vũ động lên, loãng soạn loãng soạn liên tục nện xuống, hưng phấn vô cùng. Trước phát hiện Linh Lung Tông chủ trong thời gian ngắn không bắt được viên ma lão tổ sau, thiên cơ các chủ cùng tiêu diêu chí tôn cũng trực tiếp xuất thủ, ba người siêu thoát cường giả liên thủ, ngay lập tức sẽ để cho uyên ma lão tổ liên tục bại lui căn bản vô lực chống đỡ đáng hận đây là các ngươi ép ta mắt thấy uyên ma lão tổ sẽ bị ba người đánh bạo hắn đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn quanh một tiếng một cái bộ xương màu đen thủy tinh theo trong thân thể hắn nháy mắt lao ra trong nháy mắt huyền phù thiên địa vù vù ngay trước khô lâu thủy tinh xuất hiện nháy mắt một cổ làm cả sơ thủy vũ trụ sinh linh đều hoảng sợ khí tức tử vong tràn ngập ra trong sát na toàn bộ sơ thủy vũ trụ đúng là cũng bị một chút hóa thành minh thổ một dạng đây là cái gì bảo vật cảm thụ được khô lâu thủy tinh trong tảng mát ra khí tức tiêu diêu chí tôn đám người sắc mặt chợt đại biến tại khô lâu thủy tinh xuất hiện trong nháy mắt một cổ không hiểu cảm giác nguy cơ nháy mắt hàng lâm bọn họ đầu óc để cho bọn chúng mơ hồ có một loại cảm giác đây tuyệt đối là bọn họ không cách nào đối kháng đồ đạc vạn cốt minh tổ đại nhân xin thỉnh xuất thủ thay ta trấn áp địch nhân uyên ma lão tổ hướng về phía khô lâu kia thủy tinh cung kính nói vạn cốt minh tổ tiêu diêu chí tôn đám người sắc mặt nhất biến chẳng lẽ khô lâu thủy tinh đúng là minh giới một cái cường giả hay sao có thể để cho luôn luôn kiêu ngạo bá đạo uyên ma lão tổ như vậy khép na khép nép này vạn cốt minh tổ cuối cùng là nhân vật nào? Ở trong lòng bọn họ sợ hãi lúc, nhất đạo âm lãnh thêm kiêu kiệt thanh âm bỗng nhiên tại toàn bộ sơ thủy vũ trụ thiên địa trong vang tới. Hừ, viên ma ngươi cái phế vật này, còn tự xưng mình ở mảnh này sơ thủy vũ trụ cái thế vô địch, liền này mấy tiểu tử kia đều diệt không được, còn phải để cho bản tổ xuất thủ, quả thực là mất hết bản tổ mặt. Này nhất đạo tiếng ầm ầm âm, âm vang vọng đất trời, nháy mắt truyền lại tại mỗi người trong đầu, giống như kinh lôi. Trong sát na, toàn bộ sơ thủy vũ trụ cường giả giống như như bị trọng chùi y, trong đầu nháy mắt truyền đến trận trận mê muội. Ầm. Uhm. Toàn bộ sơ thủy vũ trụ tại cố khí tức này phía dưới trực tiếp bắt đầu chập trùng. Vạn Cốt Minh tổ tiền bối, chuyện này có thể không trách được ta, thật sự là những gia hỏa này ỷ thế hiếp người, ba người vây công bản tổ một cái, nếu là một VSC1, một, bản tổ sợ gì bất luận kẻ nào. uyên ma lão tổ trầm giọng nói. Thôi được, mảnh này sơ thủy vũ trụ cũng xem là tốt, vừa vặn trở thành bản tổ hàng lâm vũ trụ hải một chỗ căn cứ địa, để bản tổ là nơi đây triệt để hóa thành minh thổ, trở thành minh giới một bộ phận. Vù vù. Khô lâu thủy tinh trong, từng đạo vô hình minh khí liên tục tản bác. Này sợi minh khí lực so uyên ma lão tổ trên thân minh khí mạnh đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần, Minh khí chỗ đi qua, sơ thủy vũ trụ hư không trực tiếp mất đi sức sống, tựa như bông hoa tàn lụi, trực tiếp hóa thành một mảnh minh thổ. Khô lâu thủy tinh lực lượng, đúng là tại chuyển hóa sơ thủy vũ trụ. Trong sát na, toàn bộ sơ thủy vũ trụ người đều cảm giác được tử vong hàng lâm, nếu như muốn rơi vào vô tận tử vong trầm luân trong. Không được, ngăn trở hắn. Tiêu Diêu chí tôn sắc mặt đại biến liền thôi động hoang thiên tháp hướng về phía khô lâu kia thủy tinh hung hăng đập tới. Nếu để cho khô lâu thủy tinh lực lượng tiếp tục phóng thích, toàn bộ sơ thủy vũ trụ cũng sẽ hóa thành minh thổ, trở thành minh giới một bộ phận, đến lúc đó, toàn bộ sơ thủy vũ trụ người sẽ chết đi, trở thành tử linh. Như vậy khí tức tử vong, đây tột cùng người nào? Một bên thiên cơ các chủ cùng linh lung tông chủ cũng cả người tóc gáy dựng lên, Tuyệt đối không ngờ rằng tại Sơ Thủy Vũ Trụ trong lại sẽ gặp được như vậy minh giới cường giả, sợ hãi trong, bọn họ cũng nháy mắt động, ào ào thôi động vô thượng siêu thoát lực, ngăn trở khô lâu thủy tinh minh khí tản mát. Ầm. Uhm. Tam đại cường giả công kích, trong nháy mắt đánh vào này khuếch tán tử vong chi khí trên. Đi đầu mà xông là thiên cơ các chủ mệnh vận Trường Hà, ào ào, Trường Hà sao động, cuốn lên ngàn tầng tuyết hung hăng đụng vào tử vong chi khí trên, thế mà sau một khắc, thiên cơ các chủ khí sắc bổng dưng thay đổi. Hắn mệnh vận trường hà tại tiếp xúc tử vong chi khí sau, dĩ nhiên trong nháy mắt bị nhuộm thành hắc sắc, thì giống như toàn bộ vận mệnh đều không thể thoát khỏi tử vong kết quả, chỉ có thể trở thành ngày tận thế tán đất. Đồng thời, tử vong chi khí dọc theo mệnh vận trường hà hướng thiên cơ các chủ cấp tốc vọt tới, chỗ đi qua, mệnh vận trường hà tất cả đều hóa thành hắc sắc trở thành tử vong trường hà không tốt thiên cơ các chủ con ngươi chợt co trong lòng kinh hãi trong nguy cơ hắn vội vàng chặt đứt mệnh vận trường hà trầm một tiếng hùng dũng mệnh vận trường hà từ trung gian một phân thành hai chỉ còn lại một nửa mà còn lại một nửa dĩ nhiên hóa thành đen kịch tử vong trường hà cùng hắn triệt để đoạn liên hệ thiên cơ các chủ trên thân khí tức nháy mắt đại điệt đây tột cùng lực lượng gì thiên cơ các chủ thần sắc hoảng sợ lúc này linh lung tông chủ linh lung thần thông cũng nháy mắt cùng tử vong chi khí đụng vào nhau thất thải thần quan bị nhiễm phải sau trong nháy mắt liền bị ô nhiễm hóa thành đen kịch hào quang đồng thời từng đạo tử vong chi khí càng là dọc theo những thất thải thần quan hướng linh lung tông chủ cuốn tới muốn đem linh lung tông chủ trực tiếp hóa thành tử linh mà đổi thành một bên Tiêu Diêu Chí Tôn cũng giống như thế, hắn võ hồn siêu thoát lực tại tiếp xúc phải những tử vong chi khí sau, lại cũng tại bị một chút ô nhiễm chuyển hóa, đối phương năng lượng cấp độ xa xa ngự trị ở trên hắn, để cho hắn căn bản vô lực đối kháng. Hai người chỉ có thể vội vàng chặt đứt bản thân lực lượng, mặt kinh sợ lui lại. Hừ, một đám sơ thủy vũ trụ con kiến hôi thôi, không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng bản tổ giao phong. Cô lâu thủy tinh huyền phù chân trời tỏa ra âm lãnh hào quang, cái gì mệnh vận chi lực vận mệnh hư vô mờ mịt không đáng giá nhắc tới. Thiên địa trong vạn cổ tới nay vô luận cái nào một cường giả cuối cùng cũng sẽ ngã xuống trong trời đất này chỉ có tử vong mới là chí cao vô thượng thần thông vĩnh hằng tồn tại. Còn ngươi nữa này thất thải thần quan ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc liền nhị trọng siêu thoát cũng đều không phải không cách nào ngưng tụ vạn tượng lực cũng muốn cọ rửa bản tổ khí tức tử vong không biết sống chết ngược lại tiểu tử ngươi lực lượng có chút đặc thù nhưng đáng tiếc chỉ bằng ngươi về điểm kia tu vi liền cho bản tổ bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng vạn cốt minh tổ cười lạnh nói sau một khắc khô lâu thủy tinh chấn động mạnh một cái một cổ kinh người tử vong chi khí thoáng chốc hóa thành một mảnh mênh mông vô tận màn trời hướng về phía tiêu diêu chí tôn ba người nháy mắt cuốn tới. Không được, mau lui lại. Tiêu diêu chí tôn thần sắc kinh sợ, cuối cùng cảm giác được nguy hiểm, hắn gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt lui. Nhất đạo không gian trường hà nháy mắt xuất hiện tại hắn dưới chân, mang theo hắn cấp tốc lui lại. Hừ, muốn chạy trốn, trốn nơi nào? Vạn cốt minh tổ lực lượng trong nháy mắt vượt qua hư không vô tận, cho nên ngay cả không gian trường hà tốc độ cũng không sánh bằng hắn trong sát na sẽ đến thiên cơ các chủ ba người trước mặt phong tỏa ba người bốn phía hư không vô tận là ba người triệt để kẹt ở trong không được tiêu diêu chí tôn ba người trong nháy mắt tê cả da đầu cả người tóc gáy đều dựng lên đến bọn họ có một loại cảm giác nếu là bị này nhất đạo tử vong chi khí cho bao phủ lại bọn họ tuyệt đối sẽ bị một chút ô nhiễm thành minh giới sinh linh trở thành trong minh thổ tán phẩm. Nhưng mà, vạn cốt minh tổ cũng đã phong tỏa bốn phía toàn bộ hư không, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Từ nơi này đi. Đột ngột, nhất đạo nôn nóng tiếng vang lên, vù vù một tiếng, ba người bên cạnh thân, dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện một cái đen kịch hắc động, đi thông một cái khác thời không. Mà ở cái thời không phần cuối, ám vũ trụ chủ nhân đang kia, duy trì thông đạo, thần sắc khẩn trương ám vũ trụ. Tiêu diêu chí tôn cùng thiên cơ các chủ mặt lộ vẻ kinh hỉ, bất chấp hắn, vội vàng chui vào trong, trong nháy mắt đi vào ám vũ trụ trong, mà kia thông đạo cũng trong phút chốc đóng lên. Quanh một tiếng, vạn cốt minh tổ phóng xuất ra mênh mông tử vong chi khí trực tiếp bao phủ vùng thế giới kia, lại mất đi tiêu diêu chí tôn ba người bọn họ thân ảnh. Hả? Thứ nguyên vũ trụ chi lực, nghĩ không ra mảnh này sơ thủy vũ trụ dĩ nhiên sinh ra thứ nguyên vũ trụ khô lâu thủy tin tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng lẽ này sơ thủy vũ trụ có lai lịch gì hay sao thứ nguyên vũ trụ cũng không phải bình thường sơ thủy vũ trụ có khả năng sinh ra vạn cốt minh tổ trong thanh âm mang theo kinh ngạc đáng tiếc chỉ bằng cõn con này sơ thủy vũ trụ thứ nguyên vũ trụ làm sao có thể ngăn trở bản tổ thần thông đi phạch một cái vạn cốt minh tổ khí tức tử vong dĩ nhiên trực tiếp thẩm thấu hư không vô tận trực tiếp hướng ám vũ trụ cuồn cuộn đi lúc này ám vũ trụ trong một tiếng vang ầm ầm tiêu diêu chí tôn ba người mới từ vòng xoáy màu đen trong rớt phía sau trong hư không nhất đạo vô hình khí tức tử vong đã nhưng truy đuổi qua đến đáng chết thậm chí ngay cả này ám vũ trụ đều không thể ngăn trở người này khí tức thẩm thấu thiên cơ các chủ khí sắc một mảnh tái nhợt hắn biết, bọn họ lần này là đá trúng thiết bản. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên ma lão tổ đi tranh minh giới sau, dĩ nhiên đầu nhập vào ở trên như vậy một cái minh giới cường giả, chỉ người này thấm ra một chút khí tức, liền tuyệt không phải ba người bọn họ có khả năng ngăn cản. Ba vị, người này lực lượng đang cấp tốc thẩm thấu tới, ám vũ trụ bình chứng căn bản không có ngăn trở người này khí tức, làm sao bây giờ? Ám vũ trụ chủ nhân lo lắng nói linh lung thật xin lỗi là ta liên lụy ngươi thiên cơ các chủ nhìn về phía linh lung tông chủ trong lòng một mảnh đau khổ linh lung tông chủ nhìn thiên cơ các chủ ôm nhu nói thiên cơ ta ngươi trong nói nhiều như vậy làm cái gì nói nàng trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một chút ngoan lệ cùng lắm cá chết lưới rách chúng ta cùng hắn hợp lại người này thân là minh giới cường giả tuyệt không thể không kiên nể gì cả tại vũ trụ hải trong xuất thủ nhất định lọc vào vũ trụ hải quy tắc áp chế chúng ta liều mạng có lẽ còn có một chút hy vọng sống thiên cơ các chủ nghe vậy lắc đầu cười khổ hắn biết đây chỉ là linh lung tông chủ mong muốn đơn phương coi như là đối phương thụ đến vũ trụ hải quy tắc áp chế lại có thể thế nào mặc dù là liều mạng bọn họ y nguyên không phải là vạn cốt minh tổ đối thủ bọn họ song phương căn bản không ở một cái trình độ lên đúng lúc này ba người sau lưng ám vũ trụ hư không trực tiếp bể ra một cổ khí tức tử vong điên cuồng đuổi theo trong sát na toàn bộ ám vũ trụ cũng bắt đầu từ từ chuyển hóa thành minh thổ thế giới hiển nhiên là liền ám vũ trụ lực lượng cũng không cách nào ngăn trở vạn cốt minh tổ xâm lấn đi theo ta ta biết một chỗ có lẽ có thể sống sót tiêu diêu chí tôn làm như nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nói. Mọi người ngẩn ra. Sơ thủy vũ trụ trong còn có địa phương có thể sống sót. Địa phương nào? Đi theo ta. Tiêu diêu chí tôn bất chấp giải thích quá nhiều, thân hình thoát một cái, điên cuồng bay đi. Thiên cơ các chủ mấy người vội vàng đuổi theo, bốn bóng người trong hư không này cấp cốc bay đi, mà bọn họ sau lưng, vạn cốt minh tổ khí tức tử vong điên cuồng thẩm thấu tới, cấp tốc tiếp cận bốn người chỗ hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo mấy người dọc theo u minh tinh hà đi ám vũ trụ chủ nhân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng hắn đối ám vũ trụ cực quen thuộc thậm chí có thể ở trong tối trong hư không vũ trụ trực tiếp xuyên qua lập tức mang theo tiêu diêu chí tôn mấy người tiến vào ám vũ trụ thiên khung trên u minh tinh hà trong phía dưới giống như màn trời vậy khí tức tử vong cấp tốc cuốn tới thoáng cái tiếng vào u minh tinh hà trong ầm hai cổ lực lượng va chạm, U Minh Tinh Hà trong nước sông trực tiếp sôi trào, giống như cuốn lên sóng biến dân trào, nhưng để cho tiêu diêu chí tôn bọn họ kinh hải là, luôn luôn không gì làm không được ô nhiễm tử vong chi khí khi tiến vào U Minh Tinh Hà sau, dĩ nhiên không có đem U Minh Tinh Hà chuyển hóa trở thành minh thổ. Hả? Này Hà Lưu dĩ nhiên có minh giới khí tức, đây là cái gì Hà Lưu? Tại sao lại xuất hiện ở đây tòa sơ thủy vũ trụ trong? ma giới vạn cốt minh tổ lộ ra vẻ khiếp sợ hắn mơ hồ cảm giác được này tòa sơ thủy vũ trụ tựa hồ có chút không đơn giản bất quá hắn không có suy nghĩ quá nhiều vô tận khí tức tử vong điên cuồng đuổi theo hướng tiêu diêu chí tôn mấy người tiêu hao thời gian dài như vậy đều không còn có thể bắt tiêu diêu chí tôn mấy người vạn cốt minh tổ trong lòng tức giận không thôi cảm giác rất mất mặt hắn biết rõ chỉ cần bắt ba tôn siêu thoát như vậy này cả tòa sơ thủy vũ trụ đều muốn trở thành hắn vật trong mâm. Hừ, nếu không phải bản tổ chỉ còn dư lại nhất đạo thần hồn, đồng thời tại đây sơ thủy vũ trụ thụ đến vũ trụ hải quy tắc áp chế, liền mấy cái này con kiến hôi một dạng gia hỏa, bản tổ nửa phút liền có thể diệt sát. Vạn cốt minh tổ cực kỳ phẫn nộ, bỗng nhiên thần sắc ngẩn ra, mấy tên kia lại vẫn dám rời khỏi tòa kia U Minh Trường Hà liền thấy ám vũ trụ trong tiêu diêu chí tôn mấy người bỗng nhiên theo u minh tinh hà bên trong bay lướt ra, sau đó trực tiếp mở ra ám vũ trụ cùng sơ thủy vũ trụ trong thông đạo, quanh một tiếng, ba người trực tiếp xuyên thấu thông đạo, thoáng cái tiếng vào sơ thủy vũ trụ trong. Tại trước mặt bọn họ, nhân tộc thiên giới hiện ra ở đó, dũng động giới vực chi quan, vạn tộc cường giả đều đã lui trở về thiên giới trong. Thiên cơ các chủ biểu tình thoáng cái ngây người, Tiêu diêu chí tôn, ngươi nói có thể sống sót địa phương chính là nhân tộc thiên giới. Chính là chỗ này, chư vị đi theo ta. Tiêu diêu chí tôn nhìn phía sau truy đuổi tới khí tức tử vong, trong giây lát tiến vào thiên giới trong, sau đó, hắn trực tiếp hàng lâm đến thiên giới trong hư không triều tịch hải bên trong. Hừ, muốn tránh vào mảnh này giới vực chạy thoát thân, quả thực buồn cười. Vạn cốt minh tổ thấy tiêu diêu chí tôn bọn họ cử động, không khỏi cười lớn một tiếng những ngu ngốc cho là trốn đến nơi đâu liền có thể còn sống sót sao ầm uhm. khủng bố khí tức tử vong sao động vạn cốt minh tổ lực lượng trực tiếp hàng lâm thiên giới đồng thời tiến vào hư không triều tịch hải trong thấy thế nguyên bản còn khí định thần nhàn uyên ma lão tổ trong con ngươi đột nhiên thoáng qua vẻ khẩn trương vội vàng nói tiền bối cẩn thận tiêu diêu chí tôn là muốn dẫn ngươi vào hư không triều tịch hải bọn họ nơi ở chính là mảnh này sơ thủy vũ trụ nhân tộc thiên giới hư không triều tịch hải. Ở đó hư không triều tịch hải trong ẩn dấu có một vị đỉnh cấp cường giả, thực lực không biết, người muôn vàng cẩn thận. Nguyên ma lão tổ da đầu trong nháy mắt hiện ra chi chít nổi da gà, cả người tóc gáy đều dựng lên đến. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên mất, năm đó chính là bởi vì hắc ma tổ đế bị hư không triều tịch hải trong đạo kia khủng bố hư ảnh kéo vào hư hải, trực tiếp ngã xuống sau, hắn mới không thể không trốn đi nơi khác minh giới. Năm đó tên kia, diệt sát hắc ám nhất tộc hắc ma tổ đế giống như diệt sát một con chó một dạng, mặc dù nói hắc ma tổ đế lúc trước chỉ là bình thường nhất trọng siêu thoát, đổi lại hiện tại, mình cũng có thể đem chém giết, nhưng năm đó một màn kia lúc này y nguyên ở thật sâu in ở uyên ma lão tổ đầu óc, để cho hắn mãi mãi cũng không cách nào quên. Đồng thời, mãi mãi cũng lộ ra sợ hãi hừ, cái gì cường giả, ngạc nhiên, tại đây nho nhỏ sơ thủy vũ trụ có thể có cái gì cường giả tồn tại, nhìn bản tổ diệt ba người bọn họ. Trong tiếng nói, vạn cốt minh tổ lực lượng trực tiếp tiến vào hư không triều tịch hải chỗ sâu, triệt để bao phủ lại tiêu diêu chí tôn mấy người. Tiêu diêu chí tôn, chúng ta hợp lại. Thiên cơ các chủ kinh sợ nói. Nhưng mà tiêu diêu chí tôn lại không để ý đến thiên cơ các chủ, chỉ là hướng về phía cách đó không xa hư hải vội vã cung kính hành lễ nói xin thỉnh tiền bối xuất thủ tương trợ giải cứu ta sơ thủy vũ trụ tiêu diêu chí tôn ngươi đang làm cái gì thiên cơ các chủ khó có thể tin nhìn tiêu diêu chí tôn này tiêu diêu chí tôn không phải dọa sợ chứ cái gì tiền bối trước mặt chỉ là hư không triều tịch hải hư hải mà thôi tuy là này hư hải cực thần bí năm đó rất nhiều trí tôn cường giả thăm dò đều không thể lộ ra cuối cùng, nói không chừng có một ít chỗ đặc thù. Nhưng coi như là đặc thù đi nữa, cũng chỉ là sơ thủy vũ trụ trong cấm địa, làm sao có thể cùng minh giới trong lão tổ so sánh. Một bên, Linh Lung Tông Chủ cũng kinh ngạc nhìn tiêu diêu chí tôn, có chút mộng bức. Trước đây không có cảm thấy gia hỏa này đầu óc khó dùng à. Tiêu diêu chí tôn ngưng thần nhìn trước mắt hư hải, Cả người Y Nguyên vô cùng cung kính, ngưng trọng nói: "Xin thỉnh tiền bối xem ở ta Sơ Thủy Vũ Trụ duyên phận trên, giải cứu ta Sơ Thủy Vũ Trụ, ta Sơ Thủy Vũ Trụ nhất định vô cùng cảm kích." Tiêu Diêu Chí Tôn rất rõ ràng, muốn ngăn cản này minh giới cường giả, toàn bộ Sơ Thủy Vũ Trụ chỉ có một người có khả năng làm đến, đó chính là bị vây này hư hải trong vị kia đại năng. Thế mà, Hư Hải bình tĩnh, không có một chút ba động. Giống như tử tịch một dạng, không có nửa điểm gần sống. Thiên cơ các chủ kinh sợ lo lắng nói, Tiêu Diêu Chí Tôn, đừng vờ không biết, còn không mau mau nghênh địch, nếu là để cho từ đối phương công kích rơi xuống, toàn bộ thiên giới đều muốn hủy diệt. Hắn xoay người, quanh trước người mệnh vận Trường Hà xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, nhảy ngang qua hư không triều tịch hải trong, hóa thành kinh đào vạn dặm. Biết rõ không cách nào ngăn cản vạn cốt minh tổ, nhưng thiên cơ các chủ vẫn là làm như thế, cho dù, hắn cũng muốn bảo vệ thiên giới, bằng không, thiên giới một khi sụp đổ, nhân tộc sẽ không còn nơi sống yên ổn. Thiên cơ Linh lung tôn sùng nhìn về phía thiên cơ các chủ, đây chính là hắn nhận định nam nhân, vì mình tộc quần, biết rõ sẽ chết, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm do dự cùng sợ hãi. Vũ trụ hải trong, lại có bao nhiêu người có thể có như vậy tín ngưỡng? Nghĩ vậy, Linh Lung Tông chủ cũng sải bước ra, quanh, vô tận thần quan ở trên người nàng nở rộ, ẩn chứa vạn tượng khí tức siêu thoát lực quanh nhiễu khắp nơi, trực tiếp đem toàn bộ hư không đều sao động đến sôi trào. Nàng muốn cùng nam nhân mình cùng đối kháng địch nhân, cho dù nàng muốn thủ hộ, thật cùng nàng không có quá nhiều liên quan. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, lúc này lại còn vọng tưởng có người giải cứu các ngươi, quả nhiên con kiến hôi chính là con kiến hôi, Gặp phải nguy hiểm thì sẽ ôm không thực tế huyễn tưởng, tại đây nho nhỏ sơ thủy vũ trụ, căn bản không người ngăn trở được ta. Vạn Cốt Minh tổ ù ù cười to, quanh Khô Lâu Thủy Tinh trong trong nháy mắt dũng động đi ra vô tận tử vong chi khí, hung hãn đi vào thiên giới trong. Xuy suy suy. Toàn bộ thiên giới hư không trực tiếp bị minh giới lực ăn mòn đến biến thành đen lên, vô tận tử khí bao phủ, Vạn Cốt Minh tổ lực lượng chỗ đi qua hư không hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ tồn tại. Không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn trở vạn cốt minh tổ khí tức. Ầm. Um. Liền thấy vô tận tử khí tiến vào hư không triều tịch hải, thiên cơ các chủ cùng linh lung tông chủ thi triển ra siêu thoát lực bị cấp tốc ăn mòn, căn bản vô lực ngăn cản một chút. Ha ha ha, đều cho bản tổ chết đi, trở thành bản tổ chiến lợi phẩm, là các ngươi những sơ thủy vũ trụ con kiến hôi hân hạnh vô tận tử khí, trong nháy mắt bao phủ lại tiêu diêu chí tôn tất cả mọi người. Lúc này, hắc nô mấy người cũng cũng đã lui giữ trở lại thiên giới, thấy như vậy cảnh tượng, trong lòng tuyệt vọng kinh sợ. Thiên giới, là trần thiếu trần đế các chỗ, nếu để cho vạn cốt minh tổ công kích rơi xuống, cả nhân tộc thiên giới đều muốn hủy diệt, bọn họ thế nào hướng trần thiếu đại giáo. Lúc này, hắc nô đám người ào ào nhìn về phía hư hải chỗ. Tiêu Diêu Chí Tôn cử động, cũng đã nhắc nhở bọn họ, muốn giải cứu sơ thủy vũ trụ, chỉ có hư hải trong vị kia xuất thủ. Xin thỉnh tiền bối xuất thủ, giải cứu sơ thủy vũ trụ. Xin thỉnh tiền bối xuất thủ. Tiền bối. Từng đạo đau thương căm giận thanh âm vang vọng đất trời, hắc nô, kiếm tổ, cơ vô tuyết, vô cực chí tôn, nguyên ma chi chủ, hỗn độn chí tôn, ám ảnh chí tôn, vẫn lạc chi tôn, còn có Triệu Linh Sang, Tử Huân, Mộ Dung Băng Vân, Quý Tư Thanh, Tần Đình Đình, Ngao Thanh Lăng, Lệ Vãn Tuyết, Vương Khải Minh, Lâm Thiên Các Loại, Cổ Xưa, Thiên Hành Chân Nhân, Ngao Liệt, Cổ Chân Nhân, Phó Càng Khôn, Mặt Viên Bạch, Các Loại. Này, toàn bộ sơ thủy vũ trụ vạn tộc đều nhìn về cùng hư hải, trải qua năm đó trận chiến ấy mọi người rõ ràng, tuy là bọn họ không rõ ràng lắm cái gọi là vạn cốt minh tổ thực lực mạnh bao nhiêu nhưng hôm nay toàn bộ sơ thủy vũ trụ chỉ có năm đó diệt sát hắc ma tổ đế hư hải trong vị kia mới có đối kháng vạn cốt minh tổ một chút hy vọng sống vạn tộc niệm lực hội tụ vào một chỗ trung động toàn bộ sơ thủy vũ trụ thiên cơ các chủ linh lung tông chủ đều mộng những gia hỏa này đều điên sao a à, thống khổ gào thét tiếng vang lên lúc này nhất đạo tử vong chi khí dĩ nhiên dọc theo mệnh vận trường hà thẩm thấu tới thiên cơ các chủ bản nguyên lập tức bị tổn thương cả người đúng là muốn trong phút chốc bị này của tử vong chi khí trực tiếp đồng hóa chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao thiên cơ các chủ đau khổ cười một tiếng không muốn xa rời nhìn về phía linh lung tông chủ đây chính là bản thân thứ nhất hồi sơ thủy vũ trụ a còn không thật tốt trang bị một giả vờ đây dĩ nhiên cũng phải bỏ mạng hắn sợ là toàn bộ vũ trụ hải áo gấm về nhà trong thê thảm nhất một vị chứ nhưng hắn nhưng trong lòng không có nửa điểm hối hận hắn nhìn về linh lung tông chủ duy nhất thống khổ là đem hắn yêu dấu người cũng lôi xuống nước rõ ràng nàng có thể không cần chịu đây hết thảy thiên cơ không có việc gì có thể cùng với ngươi chết ta cũng hài lòng làm như hiểu thiên cơ các chủ ánh mắt trong nói linh lung tông chủ khóe miệng mỉm cười tiền bối hắc nô đám người thúc thích trống to chết ầm um. mà lúc này vạn cốt minh tổ một chút lực lượng dĩ nhiên thẩm thấu đến hư hải chỗ mắt thấy mọi người sẽ bị cổ lực lượng này ô nhiễm ăn mòn đột nhiên thì ai theo hư hải chỗ sâu nhất đạo nhẹ nhàng than nhẹ tiếng đột nhiên vang lên trong nháy mắt toàn bộ sơ thủy vũ trụ tất cả mọi người phản phất linh hồn bị rung động vậy một cổ làm cả tất cả mọi người tại chỗ đều sợ hãi đến run rẩy khí tức chợt theo hư hải trong lan truyền ra ầm uhm. hư hải sôi trào khi một cổ lực lượng dũng động ra thời điểm toàn bộ thiên giới đều sôi trào này một cổ mơ hồ lực lượng sao động đúng là trong lúc mơ hồ ngăn cản vạn cốt minh tổ thi triển ra khí tức tử vong đem cách trở ở phía này hư không trong mơ hồ, mọi người lúc mơ hồ thấy theo vô tận hư hải trong dân lên nhất đạo thân ảnh mơ hồ, này một đạo thân ảnh thấy không rõ lắm khuôn mặt, vô cùng cô tịch, mơ hồ, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều hiện ra tới mừng như điên. Là hắn. Chính là hắn. Vị kia hư không đại năng cường giả. Tiền bối. Hắc nô bọn người kích động rống to mà xa xa ma giới, nguyên ma lão tổ cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên đến. Vạn Cốt Minh tổ tiền bối cẩn thận, đây chính là bản tổ theo lời nói vị kia cường giả bí ẩn. Nguyên ma lão tổ vội vàng hét lớn. Hừ, giả thần giả quỷ, cái gì cường giả, không đáng giá nhắc tới. Vạn Cốt Minh tổ hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, ở đó cái gì hư hải trong, dĩ nhiên thực sự có người tại ẩn núp bản thân ngay từ đầu dĩ nhiên cũng không biết. Với lại, trên người người này tản mát ra khí tức cực kỳ quỷ dị, dĩ nhiên ngắn mũi ngăn cản mình minh khí xâm lấn. Khiến vạn cốt minh tổ trong lòng khó chịu. Viên ma tiểu tử, ngươi gấp cái gì, tại đây sơ thủy vũ trụ có thể có nhân vật lợi hại gì, nhìn bản tổ diệt hắn, đi. Kèm theo vạn cốt minh tổ giọng nói rơi xuống, khô lâu kia thủy tinh trên khí tức tăng vọt, một cổ mênh mông minh giới khí tức bắn ra, thoáng cái phá vỡ cầm cố, nháy mắt dũng mãnh vào hư hải chỗ, trong nháy mắt liền bao phủ tại đây một đạo hư ảnh trên thân. Cạc cạc cạc, tại bản tổ lực lượng dưới, trực tiếp trở thành bản tổ nô bột đi. Vạn cốt minh tổ điên cuồng cười to. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho bản đế khuất phục. Mắt thấy vạn cốt minh tổ lực lượng sẽ đem hư ảnh toàn bộ ăn mòn, đột nhiên thì, này nhất đạo hư vô thân ảnh bỗng dưng động nhất đạo tiếng ầm 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 ở trong thiên địa vang tới thôi được xem ở tên kia phân thượng bản đế liền ra tay lần này minh giới tới con kiến hôi lăn đi bản đế địa bàn cút ra ngoài ầm hư hải trong này một đạo thân ảnh chấn động mạnh một cái trong sát na chư thiên trên chiếu rọi ra nhất đạo to lớn thân ảnh này một đạo thân ảnh bị vô tận xích sắc phong tỏa nhưng ngăn trở không được hắn thân hình thẳng thủng trời cao chống lên toàn bộ thiên giới thiên khung liền thấy nguy nga vô địch thân thể chấn động mạnh một cái một tiếng vang ầm ầm rót vào thiên giới trong rất nhiều tử vong chi khí dĩ nhiên trong nháy mắt sụp đổ ra ngay sau đó một cái đen kịch thủ trưởng theo hư hải trong trực tiếp lộ ra đến mang theo không rõ khí tức bay ra hung hăng đánh vào vạn cốt minh tổ phóng xuất ra minh khí trường hà trên ầm Kinh thiên nổ vang vang vọng, đang lúc mọi người kích động dưới ánh mắt, Vạn Cốt Minh tổ phóng xuất ra minh khí trường hà dĩ nhiên tại hư vô này thân ảnh dưới bàn tay, nháy mắt băng diệt ra, trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn tiêu tán. Cút. Đồng thời, hư vô này thân ảnh nhẹ nhàng vung lên, những thứ kia nổ lên cuồn cuộn tử vong chi lực nháy mắt tiêu tan thành mây khói, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó, hư vô này thân ảnh đang ngăn trở vạn cốt minh tổ sau, lại lần nữa chậm rãi chìm vào đến hư hải trong. Toàn bộ thiên giới nháy mắt khôi phục như cũ bộ dáng, trước rót vào thiên cơ các chủ cùng linh lung tông chủ trong cơ thể khí tức tử vong cũng ở nháy mắt tiêu tan thành mây khói, phản phất từ tới đều chưa từng xuất hiện một dạng. Chuyện này, đây là lực lượng gì? Thiên cơ các chủ cùng linh lung tông chủ hai người đều mộng ở khó có thể tin nhìn phía sau hư hải trong chậm rãi tiêu tán một đạo thân ảnh mà vạn cốt minh tổ càng là kinh sợ vạn phần hắn minh giới lực lại bị người trước mắt này ngăn cản ầm vô tận minh khí dâng lên khô lâu kia thủy tinh trong hai con ngươi đột nhiên nổ bắn ra tới hai vệt thần quang nhìn về phía xa xa hư hải sau đó hắn liền thấy hư hải chỗ sâu lúc mơ hồ có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng Cả người bị vô tận tỏa liên quấn quanh, phản phất một cái tù nhân bị vây trong, nhưng mà, một đạo thân ảnh cũng vô cùng nguy nga, giống như chiếu rọi chư thiên, tại thân ảnh kia bốn phía, là rất nhiều cường giả thi thể, trùng trùng điệp điệp, giống như núi nhỏ đôi thế, quả thực nhìn không thấy phần cuối. Cái đó là. Trong sát na, nếu như không phải vạn Cốt Minh tổ chỉ còn dư lại nhất đạo thần hồn, hắn cả người tóc gáy đều phải dựng thẳng lên đến như vậy tồn tại hiển nhiên cũng đi tới tiến hóa phần cuối lại bị hắn tại đây một cái sơ thủy vũ trụ trong xem đến lui vạn cốt minh tổ thần sắc kinh sợ thân hình trong nháy mắt lui rời xa thiên giới chỗ hắn có một loại cảm giác nếu là mình tùy tiện xuất thủ sợ là kết quả sẽ hết sức khó coi tiền tiền bối viên ma lão tổ sửng sốt chúng ta không tiến công thiên giới sao người này quỷ dị, chúng ta tạm thời không tại là địch, cùng bản tổ triệt để khôi phục sau, trở lại cùng một phân cao thấp. Vạn cốt minh tổ trầm giọng nói. Viên ma lão tổ trong lòng tức khắc trầm xuống, này hư hải trong tồn tại, liền vạn cốt minh tổ tiền bối đều không thể ứng đối sao. Điều này sao có thể chứ? Vạn cốt minh tổ tiền bối thế nhưng tam trọng siêu thoát cấp bậc tồn tại A, với lại, hắn còn nói qua, năm đó hắn chính là minh giới tứ cực đại đế một trong u minh đại đế bộ hạ thủ lĩnh một trong một thân tu vi cũng đã đạt đến tam trọng siêu thoát đỉnh phong dĩ nhiên không có cách nào đối phó này hư hại trong thân ảnh hừ ngươi đây là cái gì biểu tình thấy uyên ma lão tổ thần sắc vạn cốt minh tổ tức khắc bất mãn lên người này khó giải quyết bản tổ chỉ là không muốn trước đối phó hắn mà thôi cùng bản tổ khôi phục lại một ít sau trở lại giải quyết người này với lại ngươi yên tâm người này hẳn là bị khốn kia thiên giới trong hắn lực lượng không cách nào thẩm thấu thiên giới quá xa chỉ cần không xông vào thiên giới liền không cần lo lắng người này chúng ta trước tiên có thể đem sơ thủy vũ trụ hắn cương vực bắc nửa từ từ mưu tính như vậy sao nguyên ma lão tổ bị vạn cốt minh tổ như vậy một nhìn chằm chằm trong lòng tức khắc giật mình hắn cũng biết mình lúc này chỉ có thể dựa vào vạn cốt minh tổ vội vàng nói tiền bối nói cực phải, kia thiên giới chỉ là sơ thủy vũ trụ trong vạn tộc nhân tộc lãnh địa thôi, trước tha bọn họ một lần, chờ ta cùng triệt để đem sơ thủy vũ trụ khác địa vực chiếm, đem hóa thành minh thổ, nhìn lại những gia hỏa này thế nào một mình ở thiên giới trong sống tạm. Viên ma lão tổ dứt lời sải bước ra, nháy mắt đi tới sơ thủy vũ trụ mênh mông hư không, sau đó trong cơ thể minh khí điên cuồng tản mát ra hắn muốn đem toàn bộ sơ thủy vũ trụ đều hóa thành minh thổ. bất quá muốn chinh chiến toàn bộ sơ thủy vũ trụ chỉ dựa vào một mình hắn nhưng cũng phiền toái. hôm nay ma tộc cũng đã không nữa nghe theo hắn hiệu lệnh, cơ hồ đều đi theo uyên ma chi chủ trốn ở thiên giới trong. tâm niệm vừa động, uyên ma lão tổ đi thẳng tới trùng tộc, cốt tộc, quỷ tộc chỗ, khủng bố siêu thoát khí tức trực tiếp rót vào tam đại tộc quần giới vượt trong quát lên bản tổ cũng đã quay về trùng hoàng vạn cốt chí tôn ác quỷ chí tôn còn không mau mau mở giới nên tiếp bản tổ ha 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 cung nên lão tổ nguyên bản phong giới nhiều năm tam đại tộc quần giới vực trong nháy mắt dâng lên kinh người khí tức trực tiếp mở ra giới vực tam đại tộc quần rất nhiều cường giả phóng lên cao đi tới biên ma lão tổ bên cạnh cung kính hành lễ cung nên lão tổ quay về Tam đại tộc quần tuy là phong giới, nhưng thủy trung quan tâm ngoại giới, ngoại giới biến hóa bọn họ tự nhiên cũng có một chút con đường do thám tiền bối. Này Tam đại tộc quần năm đó chính là vãng bối bộ hạ, có thể trợ giúp chúng ta công chiếm sơ thủy vũ trụ. Nguyên ma lão tổ đem Tam đại tộc quần cường giả mang tới vạn cốt minh tổ trước mặt giới thiệu. ầm, uhm. hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên nhất đạo khủng bố minh khí hàng lâm trực tiếp đem cốt tộc tộc trưởng vạn cốt chí tôn oanh bạo ra, làm cho tam đại tộc quần tất cả mọi người sợ hãi hoảng sợ, lại không dám nhúc nhích. Viên ma lão tổ cũng là kinh ngạc nhìn vạn cốt minh tổ. Vạn cốt minh tổ hừ lạnh một tiếng, cái gì vạn cốt chí tôn bản tổ không thích, chính là sơ thủy vũ trụ con kiến hôi, cũng xứng cùng bản tổ một dạng xưng vạn cốt. Về phần người khác, ngươi dẫn dắt bọn họ chiếm lĩnh sơ thủy vũ trụ, chỉ cần hư hãi người không ra tay các ngươi liền không cần hiểu nhưng nếu là hư hãi người nếu như hư hãi người xuất thủ bản tổ thì sẽ giải quyết vạn cốt minh tổ lạnh lùng nói vâng quyên ma lão tổ lúc này mang theo tam đại tộc quần người bắt đầu điên cuồng chiếm lĩnh sơ thủy vũ trụ giết tam đại tộc quần phong giới nhiều năm như vậy tự nhiên nghẹn một bụng tức giận trực tiếp giống như lan thuộc về bầy dê thẳng hướng vũ trụ khắp nơi vạn tộc giới vực trong vạn tộc mặc dù có rất nhiều cường giả cũng đã lui giữ thiên giới nhưng cũng không phải là tộc quần trong toàn bộ tộc nhân đều có cơ hội rời khỏi với lại vạn tộc phân tán tại sơ thủy vũ trụ rất nhiều thuộc về bọn họ tộc quần cố thổ không phải bất luận kẻ nào đều nguyện ý rời khỏi chỉ một thoáng rất nhiều không có thể kịp lui trở về thiên giới vạn tộc người lập tức đổ máu tộc quần, bị uyên ma lão tổ xuất lĩnh tam đại tộc quần cường giả điên cuồng tàn sát. Mà bị bọn họ tru diệt những thứ kia vạn tộc người, linh hồn đều không thể đi vào luân hồi, mà là ngã xuống chỗ trực tiếp hóa thành minh thổ. Này uyên ma lão tổ, quả thực đáng hận. Thấy tình cảnh như vậy, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người nhất thời kinh sợ vạn phần, nhưng không thể làm gì. Trước hư hải cường giả cũng đã rõ ràng biểu thị thì sẽ bảo vệ thiên giới, địa phương khác hắn sẽ không đi quản, chỉ cần vạn cốt minh tổ không có đối thiên giới động thủ, hắn là tất nhiên sẽ không xuất thủ. Quét sạch là tiêu diêu chí tôn đám người, cũng không phải là vạn cốt minh tổ đối thủ, nói cách khác hôm nay này sơ thủy vũ trụ, cũng không người có thể cản trở uyên ma lão tổ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ tàn sát sơ thủy vũ trụ trong vạn tộc người. Mà ở tiêu diêu chí tôn đám người trong lòng kinh sợ, lại không thể làm gì thời điểm ma giới ầm uhm. ở đó nguyên bản ma giới hạch tâm chi địa hắc ngọc đại lục bầu trời bỗng nhiên dũng động đi ra nhất đạo kinh người khí tức một cổ mênh mông lực lượng theo sơ thủy vũ trụ ở ngoài hư không truyền đến trong lúc mơ hồ muốn mở ra ma giới bầu trời thông đạo như vậy ba động lập tức đưa tới toàn bộ sơ thủy vũ trụ rất nhiều cường giả chú ý hả Chuyện gì xảy ra? Viên ma lão tổ mấy người cũng đều liên tục quay đầu. Này một cổ lực lượng. Viên ma lão tổ đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ nháy mắt thì nhìn đi ra, này truyền đến ba động chỗ, dĩ nhiên là năm đó hắc ám đại lục liên tiếp ma giới thông đạo chỗ. Hừ, này hắc ám nhất tộc chẳng lẽ lại muốn nhập xâm mảnh này sơ thủy vũ trụ. Viên ma lão tổ cười lạnh một tiếng, hiện tại không thể so với người năm đó, hắn đã hoàn toàn không cần nhìn hắc ám nhất tộc khí sắc. Có vạn cốt minh tổ tiền bối làm núi dựa, bình thường vũ trụ hải trong thế lực hắn căn bản không sợ. Lúc này, hắn đi tới vạn cốt minh tổ trước người, cung kính nói, tiền bối, đây cũng là vũ trụ hải trong hắc ám nhất tộc muốn hàng lâm ta sơ thủy vũ trụ. Hắc ám nhất tộc. Đúng vậy. Viên ma lão tổ cúi đầu nói, năm đó thuộc hạ từng cùng bộ tộc này hợp tác qua muốn chiếm lĩnh sơ thủy vũ trụ chỉ tiếc sau cùng thất bại bọn họ chắc là không cam lòng muốn ngóc đầu trở lại vạn cốt minh tổ cười lạnh một tiếng cái gì hắc ám nhất tộc nếu dám tới vậy liền vừa vặn trở thành bản tổ chức dinh dưỡng Nguyên ma lão tổ vội vàng nói tiền bối ngươi yên tâm vạn bối tất nhiên là đứng ở tiền bối ngươi bên hừ tin rằng ngươi cũng không dám vạn cốt minh tổ cười nhạo một tiếng lúc này thiên giới tiêu diêu chí tôn đám người tự nhiên cũng cảm thụ được ma giới biến hóa bọn họ một lòng không khỏi triệt để trầm xuống xong một việc này chưa xong việc khác đã đến viên ma lão tổ bọn họ còn chưa có giải quyết hắc ám nhất tộc rốt cuộc lại bắt đầu xâm lấn một khi này hai thế lực lớn liên thủ sơ thủy vũ trụ lại càng không có hy vọng uhm dưới con mắt mọi người. Ma giới bầu trời, một chỗ hư không đột nhiên vỡ ra, một cái lỗ xoáy đen trực tiếp hiện ra tại chỗ có người trước mặt. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm, một đám thân ảnh theo trong hắc động đi ra, trực tiếp hàng lâm tại ma giới trong. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.